Ok Hùng Lê xin được uh, kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Uh, rất vui được gặp lại uh, anh chị em trên bản điểm tiêu tuần. Và tuần này thì Hùng làm một cái bản tin nó hơi muộn một tí. Bởi vì trong tuần vừa qua thì Hùng Lê uh, tham gia một cái khóa học uh, từ uh, nói chung là trong cả tuần chính vậy nên kể cả trong team Hùng Lê thì Hùng Lê cũng không có tư vấn được nhiều. Uh, một cái khóa học uh, nó cũng, cũng cũng không không dính dáng nhiều đến đến chứng khoán nhưng mà nó nó là một một cái khóa học liên quan đến Uh, kiểm soát tâm lý hành vi của con người uh, trong tất cả các công việc, đặc biệt là trong công việc đầu tư. Thì hùng cảm thấy rằng là cái thị trường chứng khoán, bộ môn chứng khoán nó là bộ một là một cái bộ môn về tâm lý. Uh, chính vì vậy nên hùng quyết định đi học thêm và uh, qua những cái buổi học thì mình thấy rằng là à như vậy là mình cũng đã rút ra được rất rất nhiều những cái kiến thức bổ ích nó liên quan đến thị trường chứng khoán. Đặc biệt là uh, trên thị trường chứng khoán thì cái 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 tâm lý hành vi của con người À, cái tâm lý hành vi của con người nó cũng có những cái quyết định có những cái quyết định rất lớn các anh chị rất lớn đến cái sự thành công và cái tâm lý hành vi của con người nó có ổn định à, nó có ổn định thì à, chúng ta mới vào đúng sóng ra đúng sóng đúng không ạ còn nếu mà cái tâm lý hành vi của chúng ta không ổn định ví dụ chúng ta à, đánh chứng khoán trong một cái trạng thái à, buồn bực này ví dụ như vậy hoặc là chúng ta đánh chứng khoán trong một cái trạng thái là tối qua bị vợ đánh vào đầu chẳng hạn ví dụ như vậy hoặc là chúng ta đánh chứng khoán trong một cái trạng thái chúng ta nợ nần này rồi hoặc là chúng ta đánh chứng khoán trong một cái trạng thái mà chúng ta say rượu này vân vân và vân vân thì như vậy nó sẽ không tốt. Nhưng ngược lại với những anh chị em mà người ta có một cái tâm lý rất là tốt, sức khỏe rất là ok và chúng ta có một cái nền tảng kiến thức nữa. Tất nhiên để có một cái tâm lý ổn định thì chúng ta phải có một cái nền tảng kiến thức tốt và chúng ta phải tích lũy theo thời gian. Đó chúng ta thử lửa trên thị trường chứng khoán và để mà chúng ta đi được dài ở trên cái thị trường chứng khoán thì... Uh, khả năng theo quan điểm hùng thì ngoài cái nền tảng kiến thức rồi thì chúng ta cần phải có một cái tâm lý hành vi nó uh, rất là vững vàng và uh, chúng ta khi mà có một cái tâm lý hành vi vững vàng rồi thì như vậy là chúng ta sẽ ra vào sóng nó rất ok và tuần tới thì hùng vẫn tiếp tục theo học ờ um, rồi uh, bản tin tuần này thì vẫn như thường lệ thôi chúng ta sẽ có ba cái nội dung chính phần thứ nhất thì cũng sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ điểm qua một số các cái mã cổ phiếu các cái danh mục khá là cân bằng mà cũng đã có phân tích ở trong cái chiều dài trong những cái bản tin tuần mà chúng ta hay gọi đấy là cái dòng thời gian tức là mạch thời gian uh, các cái mã cổ phiếu nó tuần này nó nối tiếp tuần kia đó và nó cứ liên tục nó cứ liên tục như vậy đồng hành cùng với anh chị em trong suốt cái chặng đường đầu tư ở phần thứ hai thì cũng sẽ có một vài ý để chúng ta cùng chia sẻ về view lại cái kịch bản phân tích ở trong tuần vừa qua. Thì tuần vừa qua là có hai cái thông số kỹ thuật khá là cơ bản đó là đáo hạn hợp đồng phá sinh tháng và một phần quỹ ETF ETF sẽ cơ cấu cái kỳ quý 2. Tức là còn những cái gì thì nó vơ vét nốt, nó bán thì nó bán nốt hoặc là nó mua thì nó mua nốt ở trong cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu Ở phần thứ ba thì chúng ta sẽ có một vài ý để chúng ta nhận định về cái xu hướng của thị trường trong tuần mới. Thì về mặt xu hướng của thị trường thì các anh chị lưu ý đó là gì thị trường của chúng ta luôn luôn biến động nó muốn biến động theo giờ theo phút theo giây và theo ngày chính vì vậy nên là à, tất cả những cái phân tích định hướng ở trên bản tiến tuần thì nó mang cả tuần và trong cái tuần đó thì ví dụ phiên ngày thứ hai ngày thứ ba hoặc là trong một cái số một cái ngày giao dịch nào đó thì chúng ta sẽ phải cần à, có cái sự điều chỉnh cần có cái sự phân tích và những cái sự phân tích cập nhật trực tuyến đó thì ông lê có một cái nhóm gọi là nhận định không chat n 02 chúng sẽ phân tích uh, hàng ngày uh, tất cả các mã cổ phiếu tất cả danh mục về thị trường về tâm lý hành vi vân 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 thì tất cả được truyền tải trực tuyến ở đó và nó sẽ phục vụ tất cả những anh chị em nhà đầu tư và nhân đây thì cũng mời uh, những anh chị em nhà đầu tư chúng ta đã đồng hành cùng với team của ông lê ở trên cái cộng đồng chứng khoán thế minh trên từng con sóng thì chúng ta cũng uh, quay về công ty cổ phần chứng khoán VBS để chúng ta mở tài khoản để chúng ta đầu tư và chúng ta tham gia team của ông Lê thì công ty cũng có những cái chính sách rất là ưu đãi cho anh chị em nhà đầu tư mới mở ví dụ trong chính sách về phí giao dịch rồi vân 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 rất nhiều các cái ưu đãi và đặc biệt là chúng ta được chiến đấu thực chiến và chứng khoán nó phải là thực chiến các anh chị nhá còn chứng khoán mà các ông cứ ngồi mẹ nói trên trời trên mây rồi đi gọi là mang ba cái sách vở về để mà học hoặc nói toàn trên sách vở thì nó hoàn toàn là là không khả thi và tất cả những cái bản tin phân tích trực tuyến của ông lê nó là những cái kiến thức thực chiến và tất cả những cái điểm phân tích nó mang cái quan điểm cá nhân đó và mục tiêu duy nhất đó là chúng ta phân tích đúng theo những cái hiện trạng theo những cái gì mà cổ phiếu nó đang có đó, và chúng ta không phục vụ cái mục đích gì cả đó phục vụ mục đích duy nhất đó là phân tích đúng cố gắng phân tích đúng theo những cái gì mà nó đang có à, chính vậy nên là các anh chị chúng ta sẽ cân nhắc trước khi mà chúng ta uh, có những cái quyết định đầu tư các anh chị nhé để chúng ta tránh những cái quan điểm đó, tránh những cái 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 gọi là 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 ở uh, anh nói thế này anh nói thế kia theo tôi phải thế này theo tôi phải thế kia ok mỗi người đều có một quan điểm đúng không à, chính vậy nên là chúng ta tránh để chúng ta tranh luận những quan điểm trên đó ok C hai xe thì nhìn chung trong tuần vừa qua đấy các anh chị xe đã test về vùng 17 và uh, về xu hướng thì xe ở đây nó có kháng cản 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 18 này 18.5 đến 19 thì uh, tuần này nó có hồi lên tuy nhiên cái lực hồi này là nó vẫn không ok và các anh chị lưu ý này cái này cũng nhắc rất là nhiều tức là ví dụ như khi mà cái tín hiệu đường MACD mà nó cắm đầu đi xuống và nó từ đang xanh mà sang đỏ thì khi cổ phiếu cái cái động lực đi của cổ phiếu nó đã kém đi rất là nhiều tức là thường thường nó chỉ có những cái nhịp hồi ngắn thôi thì các anh chị tranh thủ ví dụ như ở đây 17 ở uh, ờ uh, ông hùng ông bảo 17 hỗ trợ gì à thôi ta thử đi đó à, uh, sau đó thì nó hồi lên ở uh, 17.5 gần gần 18 thì thôi đá đi ví dụ như thế vì đây là cản mà gần cản nó ví dụ như vậy thôi <laughs> ở cổ phiếu VPG nhìn chung thì VPG trong tuần cũng khá là tốt đây hỗ trợ kỹ thuật đây nó cũng đã đá, đá về ở đâu đó khoảng vùng 17.8 đến khoảng vùng 18 và nó có hồi phục lên ở trên vùng 19.4 tức là vùng kháng cự ở đây thì có 19.4 đến khoảng 20 là kháng cự đấy các anh chị thì cây nến ngày hôm nay là một cây nến khá là xấu trong phiên giao dịch ngày thứ sáu tuy nhiên là cái lực cầu nó đẩy cũng không khá là, là là mạnh nên là cơ bản thì khả năng là tuần tới nếu có test thì lại lại 17.8 đến vùng 18 thôi đó Uh, cổ phiếu DABACO một số các anh chị em có cái ảnh chế là ôm con lợn ngủ đúng không <laughs> phải ôm cho chặt không là đấy. lợn nó chạy mất thì uh, đối với DABACO thì cũng có một cái quan điểm đó 18.3 18.5 hỗ trợ các anh chị thì trong khoảng tầm 2 tuần về trước thì nó có một điểm test ở đây và trong tuần này thì tiếp tục có điểm test này rất là ok và sau đó gì ạ sau đó thì nó kéo vượt lên và nó vượt lại 19.5 và đặc biệt trong tuần thì nó đã Uh, lên được cái vùng 20.5 Tất nhiên là có thời điểm mạnh hơn 20.5 nhưng về cơ bản nó đóng cửa là 20.25 Nhưng ít nhất là trong tuần nó đã nhô được vùng 20.5 đó là target dự kiến của ở trong nhịp vừa qua uh, Nếu khỏe thì tuần tới uh, khỏe khoắn và ok thì 19.5 đến vùng 20 Đấy em trả lại một tí ở đây rồi uh, lợn nó lại ngủ tí đó, xong lợn nó lại quay lại nó chạy Đấy thì uh, Khả năng tuần tới nếu mà ok thì nó sẽ là như vậy uh, Cổ phiếu CCL SMC <laughs> Con CCL này thì quan điểm của là gì? chúng ta đánh dài, gom dài và hiện tại thì trong những cái điểm mua đầu tiên ở vùng 6.3, 6.5 và hiện tại thì con CCL này gần như nó cũng đã đạt được cái target thứ nhất, gọi là cái kháng cự thứ nhất đó các anh chị. Đó là vùng 7.5. À, tuần này đạt được và tuần trong tuần vừa qua thì suýt soát tí nữa nó ông lên được 7.7 cơ. Các à, anh cả nhà, kháng cự là 7.7. Thì nó lại đang à, nó lại đang chùn lại các anh chị. À, nó lại đang chùn lại. Tức là sau khi nó test tích lũy thành công ở vùng 7 đến 7.2 thì nó kéo lên vùng 7.7 và nó đang bị chùn lại và cái điểm này thì nó bị chùn rồi. Thì nó chùn lại thì khả năng tuần tới thì sẽ phải đánh giá thêm ở vùng 7 và thậm chí trong trường hợp nếu thị trường không thuận thì cái việc mà 6.35 đến 6.5 là chuyện bình thường. À, cổ phiếu SMC, SMC thì cũng khá là hay. <laughs> Đấy, cổ phiếu này thì Hùng cũng đang ngắm dài cơ Chứ không đánh SMC thì bây giờ nó chỉ mới gọi là cái gì Mới gọi là cái khởi nguyên thôi Khởi nguyên một cái chân sóng thôi Đấy, ông ông mới kiểu uh, tí tẹo đèn này thôi Thì cái thông thường là như vậy thôi các anh chị Sau một cái nhịp kéo thì nó đạp Và cái nhịp đạp này thì mới là những cái điểm mua vàng Và nếu như các anh chị mà theo dõi ở trên team của ông Lê Thì sẽ luôn có những cái điểm mua vàng như vậy Đó, sẽ luôn có những cái điểm mua vàng như vậy Uh, rồi, uh, bây giờ thì chúng ta sẽ ngắm lên uh, target kỹ thuật của cổ phiếu SMC, đâu đó vẫn để ở 14.5 đến vùng 15. lăm uh, tuần này suy soát tí nữa thì cán target này. Uh, và tuần tới thì nó chỉnh cung không thủng ở quanh 13.3 thì đấy cũng là một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt của cổ phiếu này. Ờ uh, ADS à. ADS cũng chạy khá là tốt, đó, ADS thì gần như đã đạt được vùng target 16 đến 16. Đây, ví dụ như thế này, ADS thì chúng ta sẽ, trên cái này thì cũng sẽ hạn chế tìm bởi vì gần như cũng chả tìm để làm gì, đúng không ạ? Đó, thì ví dụ như là ông đã đưa những cái target kỹ thuật của ADS bay vùng 14 Thì nó sẽ gần như là vào một cái đại sóng và khi mà ở vùng 14 mà bay qua Thì khả năng lực cầu sẽ hướng về vùng cản 15.5 đến vùng 16, phân tích ngày 19 tháng 5, đúng ngày sinh nhật bác Thì 19 tháng 5 và đến bây giờ là 10 gần gần 19 tháng 6, tức là khoảng một tháng trước rồi, đó thì cái câu chuyện là gì chúng ta có một cái dòng thời gian và cái dòng thời gian đó thì nó sẽ chảy như một mạch nước và trong tuần vừa qua thì chính thức là em mới cán target 16 đến 16 ok và đây là vùng kháng cự thì nếu như các anh chị tiếp cận được những cái phân tích của hùng như vậy thì chắc chắn là 16 mua làm gì nữa trời trời ơi sao 15 5 năm 16 vẫn có những ông cắm đầu cắm cổ mua đấy những cái ông nào mà mua ở đây này mua trên 15 5 năm thì bây giờ bây giờ ví dụ như đây nhá đây là còn nó còn hồi cho ví dụ cây nến này mà nó kéo tụt phát và thậm chí nó thủng vùng 14.5 rồi thôi ối giờ ơi luôn bởi vì khi mà thủng 14.5 thì cơ hội hồi của tuần tới gần như không có. Đó, và nó sẽ đạp phát một phát nữa về khoảng tầm 13.5. Đó, 13.5 đến 16 thế là ớ giời ơi luôn, bán cắt lỗ, cắt. Đến đây là cắt, không chịu được nữa mà. Đó, đến đoạn này cắt. Ờ, cắt xong thì vừa mới cắt xong hưởng bảo Ôi, mày ơi mày ơi mà mày, quá mẹ anh vừa thôi anh cắn răng cắn cổ anh thoát ô cha thế là đến cái đoạn này phát xong bán xong phát thế là coi như là nó cũng hỗ trợ rồi tài tiền tay to nó trực sẵn rồi, rồi nó, húp đó, nó húp hết nó hút hết thì nó là nó lại kéo về vùng 15.5 đến vùng 16 thế là tim của ông Lê lại ăn tiếp vòng nữa ở trong khi các anh chị chết rồi đó thì cái câu chuyện là gì giá trị ở đây giá trị nó nằm ở đây giá trị nó nằm ở những cái này đó đấy là những cái phân tích thực chiến các anh chị nó không có sách vở không có sách nào vẽ ra là bảo ờ ừ, đến 15.5 đến 16 là kháng cự đâu đó nhưng mà đây là những cái kinh nghiệm thực chiến chiến đấu ở trong quá khứ nó nhiều rồi và bây giờ thành một cái phản xạ đó, phản xạ giống như kiểu là uh, chúng ta đi tán gái nhiều chúng ta biết đi qua cái cầu mẹ biết đến đấy là tự dưng mẹ mấy thằng trai làng nó đứng ở chỗ cầu rồi tức là mình thành một cái phản xạ mình đi nhiều đó bắt đầu bắt đầu chưa nhìn thấy thằng nào cả nhưng mà mình gần gợn rồi mẹ trước này chắc toàn mẹ cớm thế thôi đó biết thôi lui ví dụ như vậy đấy là những cái câu chuyện vậy thì trong phân tích cũng như thế không ai nói tài nói giỏi hết đấy là quan điểm hùng đó, chúng ta không thể biết được đỉnh của cổ phiếu là 15.5 đến 16 đâu, đúng không? chúng ta chỉ dự báo à khả năng về đến vùng đấy là vùng kháng cự rồi hoặc là à ok nó đạp về đâu đó khoảng 14.5 thì chúng ta sẽ quan sát trong trường hợp không nó 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 giữ được 14.5 ok ta lại néo lên còn nếu à thủ 14.5 như vậy chết cha rồi đó, thủ cái vùng này thì thôi cứ từ từ có bắt thì bắt ít thôi Để chúng ta chờ 13.5 đến 13.7 đó về vùng này quan sát à ngon rồi nó dập dìu dập dìu đây không có một phiên nó táng phát đang uh, lực cầu đang có chỉ có 500.000 tự dưng nó táng phát triệu rưỡi à như vậy là tiền to vào xúc hút đó câu chuyện nó là như thế và nó không có một cái giáo án nào để nó viết rằng là à về đến đây là thế này nó không có các anh chị không có chứ nếu mà có giáo án thì lại ngon quá đúng không ạ rồi phân tích một số các mã cổ phiếu uh, mbg mã cổ phiếu pen pen thì đấy mbg thì khả năng là uh, trong tuần thì cũng đã có dự báo rồi khả năng là nó sẽ quay lại ở vùng năm tháng tám đến vùng sáu và nhìn chung là các mã cổ phiếu penny đã bị chốt khá là chốt khá là mạnh trong tuần vừa qua thì các anh chị canh mà chốt thôi À, còn tuần tới thì khả năng ở vùng 5.8 còn à, trong trường hợp nếu mà bị bể 5.8 thì như vậy là nó có thể nó sẽ về ở vùng 5.4 đến khoảng vùng 5.6 à, cổ phiếu MST đó MST đây cũng đã xây cái kháng cự 6.8 và đúng như giao án thì đây là bây giờ là gọi là nói phép đúng không nhiều ông là bây giờ ông nói phép đấy mày thấy chưa tao nói rồi mà tao nói bảo là nó chỉ về đến 5.8 thôi nhưng mà không bao giờ ông nói thế đó bởi vì là phân tích thì có đúng có sai và cái câu chuyện là chúng ta dự báo thôi đó là vùng 5.8 vùng kháng cự anh chị thì trong tuần qua thì nó tiếp tục nó đổ uh, nó đổ đầu tiên thì nó đổ về 6 và sau đó thì khả năng là nó sẽ về ở khoảng vùng 5.5 đến khoảng vùng 5.6 Ờ, uh, cổ phiếu HSS cũng khá là ok đó ờ, uh, trong target dự kiến thì về vùng 5.4 sau đó thì đến sẽ đến khoảng vùng 5.7 đến khoảng vùng 5.8 tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại ở uh, trong tuần vừa qua với cái tín hiệu này thì chắc chắn là 5.7 5.8 sẽ chưa có rồi À, bởi vì là uh, cổ phiếu bắt đầu có cái sự suy yếu và với cái đà này thì tuần tới như vậy là xu hướng nó sẽ chỉnh cung về khoảng quanh vùng 4.9 đến vùng 5 và ông sẽ tiếp tục đánh giá thêm ở vùng đó. Uh, Sam, ở đây thì cũng có phân tích ở vùng 7.8 vùng 8 là vùng kháng cự các anh chị nhá và cơ bản thì nó đi được đến đâu đó khoảng 7. 7.6 mấy, 7.65 và hiện tại thì đây vẫn là đang ở vùng cản các anh chị. Tuần này thì nó tiếp tục lên được cái mút này nhưng nó không bay qua được và ba cái nến này là ba cái nến suy yếu, ba cái nến suy yếu. Chính vậy nên tuần tới thì chắc chắn Sam sẽ có ở vùng 7. Thế còn cái câu chuyện nó trụ được 7 hay không thì lại phải, phải, chờ tín hiệu. Nếu như nó về được vùng 7 nó bật lên thì đấy là tín hiệu tích cực, nhưng mà nó thủng 7 thì đó là tín hiệu tiêu cực. Và khi tín hiệu tiêu cực xảy ra thì chúng ta phải làm gì? Thứ nhất nếu bán bán đi. Bởi vì chắc chắn là khi thủng 7 thì cổ phiếu nó sẽ không động bài và nó sẽ đi về vùng hỗ trợ ở dưới này. Đó thì chúng ta lưu ý. Ở cổ phiếu TTF ở đây thì TTF cũng đang dự kiến là hướng đến vùng 62 đến vùng 6.4 và nó sẽ đạp lại nhưng mà ở trong tuần vừa qua thì nó chỉ lên được vùng 6 thôi và hiện tại thì đang đã bắt đầu xuất hiện một nhịp đạp rồi và tín hiệu này thì như vậy là tuần tới chúng ta cũng phải làm việc với TTF ở khoảng 5.35 đến khoảng 5.4 OGC Uh, OGC ở đây uh, thì về cơ bản là trong tuần đúng không ạ? Trong tuần cũ thì cũng có dự báo là OGC sẽ quay về chỉnh cung. Mặc dù ở đây OGC lại tiếp tục công về vùng kháng cự 9.4 9.5 ở đây. Thì uh, khá là tốt. Trong tuần vừa qua thì nó về thậm chí vùng 9.6, đây là vùng kháng cự và nó bắt đầu nó bị đạp. Thì um, cái xu hướng đạp như thế này thì tuần tới thì chắc chắn rồi. Uh, khả năng là chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc với cổ phiếu OGC ở khoảng uh, vùng 83 đến khoảng vùng 86. Cái vùng này là nó sẽ dự kiến nó sẽ tích lũy trở lại đây à, LIG thì hiện tại nó vẫn đang tích lũy <laughs> tương đối là tốt các anh chị vùng cản kỹ thuật của LIG à, đó hiện tại là vùng 5.5 đến vùng 6 à, ở đây là 5.5 vùng 6 à, rồi và sau đó thì bây giờ thì tuần vừa qua thì chúng ta có dự báo ở khoảng chỉnh về cung về vùng 5 sau hơn sẽ là vùng 48 và hiện tại thì vùng chỉnh cung này chưa có thay đổi tức là khả năng thì tuần tới thì nó sẽ có thêm cái điểm test kỹ thuật này bởi vì sao bởi vì hiện tại là tín hiệu đường mã sẽ đây là bắt đầu suy yếu rồi đó các anh chị bắt đầu từ tuần này tức là bắt đầu từ vùng 5.5 đến vùng 6 là tín hiệu đường mã bắt đầu cắm đầu thì đồng nghĩa với việc khả năng trong ngắn hạn đây đang là cản 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 rất mạnh hoặc có thể là target mắt của nó trừ khi là câu chuyện nó tích lũy ở đây thì lúc đó chúng ta mới tính toán tiếp đó, đúng không các anh chị evg cũng rất là tuyệt vời rồi đó Ờ uh, EVG gần như tuần này thì nó cũng đã đạt lên được đấy cái mắc uh, target tiếp tục công lại vùng 7.5 uh, 7.5 đến vùng 8 đấy là vùng kháng cự anh chị vùng kháng cự mua làm gì tại sao phải mua đó tâm lý hành vi nó nằm ở chỗ đấy chính vậy nên hùng tham gia khóa học đó, khoa học rất hay nó hay lắm nó áp dụng trong cuộc sống cũng hay vợ giận người ta làm gì à, uh, đi uống rượu về người ta làm gì thầy dạy hết đấy. tiền thì nên để ở đâu có nên đưa cho vợ hết không ví dụ thế thầy dạy thầy dạy hay lắm rất rất nhiều rất nhiều đó những cái đấy là chia sẻ vui thôi còn điều quan trọng nhất đấy là tâm lý hành vi của con người sẽ quyết định thành công của công việc đó tâm lý hành vi tốt đó. con người nó đủ cái thể trạng tốt sức khỏe tốt mọi thứ tốt thì công việc sẽ tốt còn tâm lý mà không tốt hành vi không tốt thì dẫn đến tất cả mọi thứ sau đó nó đều đổ về hết và từ từ công việc nhỏ nhất cho đến công việc lớn nhất và đặc biệt là trong cái bộ môn chứng khoán thì cái hành vi tâm lý nó quan trọng lắm các anh chị đó và những anh chị mà mua ở cái vùng năm đến vùng 8 đấy là tâm lý hành vi bị sai đó tâm lý hành vi bị sai bởi vì sao vùng kháng cự tại sao chúng ta mua đó còn ví dụ như á à, cái 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 cái, cái điểm phát động vùng đây ở ngày 23 tháng 5 ông bảo mua đi xúc xúc ngay lập tức xúc xúc lấy xúc để đi bất chấp tất cả để mà vào đi, vào EVG đi. Thì từ vùng đâu? Đấy. Đây này. 4.7 4.75 của ngày 23 tháng 5. Đấy, cho là anh chị vào năm đi. Vào năm mà nó đánh lên vùng 8 là được 3. 3 trên 5. Đó, 3 trên 5. Ok, 60%. Như vậy tâm lý hành vi ở đây là gì ạ? Tâm lý hành vi đúng. Thể trạng đúng, sức khỏe đúng, phân tích đúng. Thì chúng ta có lợi nhuận, chúng ta thành công. Còn tâm lý hành vi ở đây là gì? Tâm lý sai, hành vi sai, tư duy sai, rồi mua sai. À, thì ít nhất, tất nhiên là có thể EVG như quan điểm của chia sẻ, EVG con này nó đánh khủng lắm. Nên có thể nó không phải là nó đánh về vùng 8 đâu, thậm chí nó đánh về 10 và thậm chí nó đánh về vùng 16. Nhưng trong ngắn hạn thì đa phần nhà đầu tư không 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 đeo được các anh chị mua ở vùng 8 mà nó đạp cho khoảng tầm 3 4 phiên sàn và thậm chí là tuần tới nó lại dạ cho phát về khoảng tầm độ 5.5 đến khoảng 5.4 thì ối giời ơi nôn cho bằng sạch thì thôi. Đó, về đến vùng này nôn cho bằng sạch thôi, nôn bằng sạch xong thế là nó hot phát, nó kéo một phát, một mạch này nó kéo lên 10. Có tiếc không anh chị? Và cứ sau một lần chúng ta thất bại như vậy thì tâm lý của ta càng ngày càng khủng hoảng tâm lý của ta ngày càng gọi là a cái bộ môn này bộ môn cờ bạc mẹ bố có mấy cái thằng môi giới nó cứ nói lung ta lung tung đó ví dụ như thế đúng không rồi xong đó thì chúng ta à vào, vào đấy thế thôi thì chúng ta lại bắt đầu trách đủ các thứ nào trách cái thằng bên cạnh nó xúi mình đó, mình không làm chủ được cuộc chơi thì mình còn trách ai đúng không anh chị đó mình không làm chủ được bản thân mình thì mình còn trách ai mình phải trách chính bản thân mình không có kiến thức rồi không có tâm lý vững vàng rồi không có tâm lý trực chuyến vân vân và vân vân mình phải tách trách chính mình đừng có trách người khác và những cái người mà 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 luôn có những cái hành vi tâm lý mà đổi lỗi cho người khác ấy thì người đó luôn thất bại quan điểm hùng là như thế dám làm dám chịu và dám nhìn nhận những cái sai lầm của mình thì người đấy sẽ thành công có thể lần này tôi thất bại ừ ok tôi thất bại tôi thất bại vì cái gì rồi lần sau tôi bảo à ah, như vậy là lần trước tôi đi chỗ này tôi thất bại rồi đấy lần trước tôi đi qua cầu này đúng không đến cái cầu này là để vào cái làng này tán cô này đến cầu đội thanh niên nó rúi phát nó rơi xuống 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 cầu thì lần sau đương nhiên mình chuẩn bị sẵn sàng hơn ví dụ đi từ xa nghe nghe xem là, là trước có có tiếng động không ví dụ như thế đây trước đây mà đang hứng mẹ coi như cắm đầu cắm cổ đi và ui con bé này xinh lắm đi cắm đầu cắm cổ đi đi đến đấy nó rũi phát nó ai ông mày đi đâu mày đi làm gái gì xuống cầu tắm mát ok xuống cầu tắm mát thế lần sau thì như vậy rồi sau những cái lần đấy vậy thì đấy là những cái cái ví, ví dụ trong cuộc sống ấy mà đi học cảm thấy ngẫm lại thấy rất là hay Ok Còn bản tin tuần này thì có thể là chúng ta chém thêm một tí à? Rồi à, Về đầu cơ thì chúng ta sẽ phân tích như vậy các anh chị nha Rồi bắt đầu chúng ta sẽ sang những cái danh mục khá là cơ bản à, Ngành điện thì như các anh chị biết rồi EVN đang bị thanh tra đúng không Đấy chết cha mày rồi Nhưng cũng chả có vấn đề gì cả Đúng không CI ông phân tích target 30 cộng luôn và uh, đây các anh chị uh, vì sao hùng lại um, uh, xin lỗi cả nhà pc một uh, tại sao hùng uh, hùng lại nói là gì uh, nó là cần phải có cái cái sự tương tác trực tuyến đó ví dụ như đây đấy thì là coi như ngày cách đây năm ngày thì cũng đã có phân tích ví dụ uh, các cụ đã nói rồi đúng không bói thì ra ma mà quét nhà thì ra rác và lâu nay ông vn ông như thế thì bây giờ nó nhiều vấn đề lắm đó, quét kiểu gì cũng ra rác thì nó sẽ có những cái tác động tất nhiên là tác động như nào bây giờ chưa đánh giá và chúng ta chưa đánh giá được và hơn nữa nhóm cổ phiếu điện đã đạt target thiết kế 100% đạt target thiết kế do đó cần chốt lãi về từ khóa một dần một một phần tức là cách đây 5 ngày đã khuyến cáo bán đấy nhá thì bây giờ nó sụp 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 sụp, sụp này thì ôi giờ ôi trời ơi đấy thì đấy cái câu chuyện là gì tâm lý hành vi đấy, ví dụ năm ngày trước ra bán đi thì có phải bây giờ chúng tâm lý chúng ta rất thoải mái đúng không ạ cuối tuần ngồi cà phê nghe hùng lê chém gió ớ à, ổn à. Khi nào ông bảo ha à, được rồi ngon rồi đấy, Thì thử à, nghe thử xem xem nó ngon không. Ví dụ như thế. Đúng không ạ? Và ông làm việc thì vì cái tâm. Uh, cái tâm rất là lớn, mong muốn rất là lớn và uh, anh chị em thành công thì đấy là một cái sự thành công của ông Lê và sau này thì đương nhiên anh chị bảo uh, về nhà thế các anh chị bảo à em ơi, anh nghe cái thằng thằng Hùng nó chém hay lắm, mày vào mày nghe xem có học được thêm nó cái gì không. Đó, ví dụ như vậy thì như vậy là vô hình dung là gì à, chúng ta cho nhau cái kiến thức đó và các anh chị lại mang những cái kiến thức đó mang lại cho người khác cứ truyền 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 như vậy thì đấy là một cái một cái cực kỳ là 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 hạnh phúc và hạnh phúc lớn lao của một đời người các anh chị đó. nhiều người muốn không được đó pc một tuần này thì ở đây các anh chị vùng 27 năm vùng 28, cơ bản như vậy thôi à, tiếp tục tích lũy để xem em vùng đấy nó có bị gãy hay không cổ phiếu GEG đó uh, target thiết kế thì cũng đã đạt ở vùng 17 7.5 ok đạt bác target thiết kế thì nó chỉnh cung và tuần tuần trước thì cũng có dự báo là chỉnh về 16.3 nhưng 16.3 nó bị mất rồi các anh chị nhé uh, thì tuần tới thì chắc chắn rồi uh, 15.8 đến vùng 16 nó tiếp tục test và nếu như trong trường hợp nếu mà bị thủng á thì chắc chắn nó sẽ về vùng 15 bởi vì hiện tại thì tín hiệu đường mác đang khá là xấu à, uh, gách thì uh, đẹp lắm tuổi 20 đúng không các anh chị 19.5 vùng 20 là target dự kiến thì trong tuần này thì hai lần gạch đã chạm 19.5 thì đấy là những cái cơ hội để những cái tài khoản mà chưa chốt được là chốt bớt đi rồi và sau đó thì chúng ta có một vùng hỗ trợ kỹ thuật đây 17.8 8.2 các anh chị quan sát thêm POVK thì nhìn chung là tuần vừa qua thì nó cũng có công à, nó có công tuy nhiên nó công ở 14 không thành đấy vẫn là kháng cự đấy các anh chị và những cái cây nến này là những cây nến suy yếu thể cái sự suy yếu nên khả năng phục hồi trong ngắn hạn của POVK hiện tại thì cũng chưa có đề cập đến nơi Tuần tới thì khả năng sẽ test lại 13.5 và điểm sâu hơn sẽ là khoảng quanh vùng 13.2. Cổ phiếu TV2 cũng đạt max target là 31 trên 31, thậm chí có thời điểm nó còn lên tận 32 và đây là cái vùng kháng cự rất là mạnh, vùng đã bảo với các anh chị rồi là chúng ta nên chốt bớt. Thì sau cái chốt xong thì nó sẽ test về đâu? Đầu tiên nó sẽ test về 30 và cây nến này là cây nến xác nhận rằng vùng 30 đã bị mất nên tuần tới nó sẽ quay đổi lại vùng 28.5 vùng 29 và trong trường hợp nếu như mà nó xuất hiện một cái cây nến đỏ đặc như thế này nó đè gãy như này thì chạy Chạy càng sớm càng tốt Đấy là lời khuyên của ông Lê uh, BCG uh, bcg thì cũng đã đạt được một cái nhịp uh, chúng ta đánh mã BCG này cũng khá là hoành tráng các anh chị uh, Rất là dài rồi và gần như đến thời điểm hiện tại thì 10.3, 10.5 đang là mắc target kỹ thuật của nó uh, Trong nhịp này thì cũng đang uh, kỳ vọng là cố gắng kéo về 11 và sau đó đạp một phát nhưng mà Cố lắm nhưng mà không được các anh chị Đây là hai cây nến cố Tuần này nó cũng cố nhưng mà nó cố không được thì nó phải chịu thôi và nó bị mất vùng 10.2 và mất 10.2 đây là vấn đề vấn đề rất lớn khi mà cổ phiếu BCG mất 10.2 đây là vấn đề à, vấn đề như, như vậy rồi thì nó sẽ đi về đâu đấy nó sẽ chắc chắn nó sẽ đi về vùng 9.5 rồi tuần tới có thể hồi và hồi mắc thì nó lại kéo lại được đâu đó nếu mà khỏe thì nó kéo được khoảng quanh 10.2 10.3 thôi các anh chị rồi nó sẽ phải quay trở lại ở đây nó sẽ phải quay trở lại ở đây và trong cái trường hợp mà nó quay trở lại ở đây nó test thành công thì là còn ngon nhưng mà thủng ở chỗ này thì nó lại hơi xấu Ok. Uh, nhóm tiếp theo gồm mã cổ phiếu VGI thì VGI như vậy đây cái vùng 24 về bản chất là nó đạt được lên 24.5 nhưng vùng vẫn cứ tính target của nó là 23.5 đến vùng 24, đây là vùng target mục tiêu. Uh, và như vậy thì tuần này thì nó cũng đã công lại vùng mục tiêu và sau đó nó bị mất và đến thời điểm này thì chính thức là nó bị mất vùng 22.8 với đường tín hiệu đường mát đang khá là xấu và khả năng thì tuần tới nó sẽ không thể lấy lại được vùng 20.8 đâu à 23 đâu và xu hướng thì nó sẽ quay trở lại vùng 22 đến khoảng vùng 2.5 để quay trở lại test kỹ thuật của cái vùng này. Ờ cổ phiếu CTR ok CTR đây cũng khá là ok này, CTR thì um, nhìn chung á các anh chị uh, cũng hiểu rồi, bây giờ đây là vùng kháng cự. Cái vùng 74 đến vùng 7 76 là vùng kháng cự rất là mạnh, chính vậy nên là nếu mà kéo lên được đây thì chốt bớt và nếu như mà có đạp được ở đâu đó vùng 79.3 đến khoảng vùng 70 Uh, thì ăn thêm tí và cái đoạn này là cái đoạn vơ bèo vừa tép bởi vì là index bây giờ thì chúng ta cũng tí nữa phần cuối bản tin thì chúng ta sẽ phân tích cái cái chỉ số index. Thì chúng ta sẽ nắm được cái linh hồn của thị trường và khi nắm được cái linh hồn của thị trường rồi thì khi đó chúng ta làm cái việc gì nó cũng dễ. Uh, nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp, thì chúng sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu KBC. Nhìn chung thì KBC ở trong thời điểm hiện tại thì kháng cự 27.5 vùng 28 một tuần vừa qua thì nhìn chung nó đi ngang cái vùng kháng cự này thì uh, quan điểm hùng nếu như các anh chị đang cầm 10.000 cổ phiếu KBC thì thôi cứ an toàn ta ao đi 5.000 còn 5.000 ta cầm lại thế thì 5.000 ta cầm lại đó thì một nếu như trong trường hợp nó kéo lên vùng 30 ok chúng ta vẫn còn 5.000 để chốt nhưng mà ngược lại nó đạp về đâu đó vùng 26 26.5 thậm chí là nó có thể đã đạp về vùng 24 24.5 ok thế về về vùng này đó, uh, thì chúng ta vẫn còn 5.000 gốc đúng không ok chúng ta cầm lại và về vùng này thì chắc chắn cái thời điểm đó thì từ 50.000 mà các anh chị bán ở vùng 28 thì về dưới này các anh chị có thể mua được 6.000 ví dụ như thế nhưng mà chúng ta lãi ra 1.000 cổ phiếu luôn đó. như vậy là thay vì cái câu chuyện là chúng ta cứ ôm khư khư một nghìn cổ phiếu thì khi mà cổ phiếu về đến vùng 24.5 về đến vùng 25 mà chúng ta có nghìn mốt cổ phiếu đó cái cách nó là như vậy và vô hình dung khi chúng ta mua được 600 cổ phiếu ở đây ví dụ cũng nói như vậy 600 cổ phiếu ở đây thì nó hồi lên đó, nó hồi lên đến vùng 27 như vậy 600 cổ phiếu này đã có lãi thế anh chị có lãi rồi ok anh lại bán 600 cổ phiếu đây anh bán đi như vậy gốc của chúng ta vẫn còn 500 cổ phiếu ok biết đâu đó ngày đẹp trời nó lại dúi phát về đây á thì bán 600 cổ phiếu ở đây thì về đây chúng ta lại mua được 650 cổ phiếu như vậy là qua những cái nhịp đấy thì vô hình dung là là hồi nãy được nghìn mốt rồi đúng không anh chị bây giờ về đến đây nhịp này ta lại có nghìn mốt năm chục cổ phiếu à, nó có thêm 50 cổ phiếu nữa à, rồi ngày đẹp trời nào đó nó lại rúi về đây thì ta lại bán 650 cổ phiếu đi tức là chúng ta đầu tư chúng ta mua bán trên chính cái danh mục chúng ta có các anh chị một sai lầm cực kỳ lớn nha đứng núi này trong núi kia à, nhìn cái thằng hàng xóm nó có lãi ơi rồi ơi kbc chán quá bán bốn mất đấy chúng ta bán nửa thôi về kháng cự chúng ta bán nửa đi hoặc là anh nào mà không không khẩu vị rủi ro mà nó lớn thì bán đi bảy phần trăm còn thường thường sẽ dùng cái cái, cái chiêu này kệ bố nó nói các anh chị hơi bố ba tí nhưng kệ bố nó mày tăng thì tăng tao cứ cày còn kbc là tao chấm hết đừng có dúi tao những vào những cái cái câu chuyện khác như vậy là để mà làm được việc đó chúng ta cần có gì tâm lý các anh chị tâm lý chiến đó, tâm lý hành vi của con người quyết định sự thành công của công việc đấy là lý do vì sao Hùng đi học bỏ băng bỏ bỏ nhóm luôn cả tuần vừa rồi các anh chị trên nhóm hùng không nhận được cái tư vấn gì hết cay lắm đấy một số các anh chị là đang 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 nhắn tin hỏi là em ơi bản tin tuần đâu chưa thấy đúng không ạ thế thì cái câu chuyện hùng nó nó vui và trên cái bìa sách là hùng, hùng đi học hùng để một cái hình ảnh là có hình ảnh nơi biển đảo xa xôi nó vui các anh chị là thôi để em ra đảo em học rồi em uh, có kiến thức uh, kiến thức tốt thì tâm lý vững vàng thì mới chiến đấu được cùng anh em chứ đúng không và anh chị là bây giờ ông chiến đấu với cả gần 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 sáu năm anh em chứ không phải một mình hùng đâu đúng không ạ vậy thì cái vai trò của người định hướng áp lực lắm anh chị ơi áp lực lắm bản thân như hùng làm cực kỳ áp lực luôn bởi vì uh, tiền của nhà đầu tư là tiền của mình nó cũng đau như cắt ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa anh em mà thua lỗ gái thôi mình cũng đau mình cũng chua sót lắm chứ nó ví dụ như thế tất nhiên là những cái phân tích định hướng của hùng thì nó cũng khá là sớm và nếu như các anh chị kiểm soát được rủi ro thì gần như là cũng đã giảm thiểu được khá khá đấy nói chung là giảm thiểu được tương đối nhiều giảm thiểu tương đối nhiều bởi vì gần như là hùng chạy sớm lắm và hùng khuyến nghị anh chị em là chúng ta chạy sớm bởi vì một cái quan điểm trong đầu tư của hùng đó là phòng hơn chống và không bao giờ chống được nên là chúng ta phải phòng đó còn ITA thì nó ra tin à, Tuy nhiên là ra tin đấy theo Hùng là một cái kịch bản thôi Bởi vì thứ nhất nó đạt target vùng 6.3 thì Hùng đã có dự báo rồi Khi mà đạt về 6.3 bắt buộc nó phải chỉnh Và vùng chỉnh công kỹ thuật 5.45, 5.6 Sao nó kỳ lạ thế? Nó, tại sao nó không ra tin ở dưới này đi Mà nó phải kéo về vùng 6.3 rồi nó mới ra tin Đó, đấy là một cái một cái sự sắp xếp của tạo lập Nó sắp xếp một cách ngẫu nhiên <laughs> Anh chị em nó, nó vô cùng lắm à, rồi như vậy là ok ida thì tạm thời cái cây nến này là nó đạt 35 triệu thì chúng ta chờ thêm đi ở à, 5.45 thậm chí là vùng 5.15 đến 5.3 đây là những cái vùng mà chúng ta có thể dự báo cổ phiếu sẽ có thể quay về SAC ok uh, à, target 37 và à, nó sẽ chỉnh cung thôi đó tuần này nó kéo lên 37 và đây kháng cự mà các anh chị kháng cự thì mua làm cái gì à, bán bớt đi rồi có mua thì mua vùng này này, 34.835 nhưng mà nhìn tín hiệu này chưa mua được. Nhìn tín hiệu này thì khả năng là sẽ kéo nhẹ lên và sau đó thì nó cái xu hướng khả năng là nó sẽ tích lũy ở cái vùng hỗ trợ sâu hơn các anh chị, sâu hơn. Ờ uh, ít ID, thì uh, đây, uh, target tuần đâu đó kéo lên khoảng 44. Tuần này nó kéo 44 này đẹp chưa? Rồi, kéo 44 chốt chốt tí đi. Uh, sau đó về ý, ý, ý đi, du, đi ra dưới này 41.5 thậm chí là tuần tới có thể có vùng 40.7 41. à vùng này thì uh, em lại mua vào tí xong hồi lên em bán ra tí. Đấy cái cách nó như vậy. <laughs> VGC VGC thì cũng mắc target rồi 4344 đây là vùng target kỳ vọng và khi về đây thì Hùng sẽ dự báo là gì nó sẽ chỉnh cung về 42.5 42.5 nó thủng gì thì nó phải về đây đó là nó phải về 39.5 vùng 40 và hiện tại thì nó có một uh, một xả một kéo một xả thì như vậy cái nền tiếp theo nó sẽ quyết định xu hướng uh, nếu một kéo nữa thì nó tốt nhưng mà một xả nữa thì nó xấu <laughs> tùy mấy ông bảo là một số anh em tiêu cực ấy. anh em bảo nói như ông ai chả nói được tôi cũng nói được ok chả làm sao cả mỗi người có một quan điểm mỗi người có một suy nghĩ các bạn nói được các bạn cứ nói hùng nói được hùng cứ nói đúng không anh chị quan trọng nhất là uh, mọi người vẫn cứ có được những cái 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 cái, cái chắt lọc từ những cái gì hùng nói thế là được Uh, DTD thì ở đây này, ba uh, vùng 3 3 ba uh, 32 đây, kháng cự mạnh anh chị. Nhìn chung thì tuần vừa qua nó cũng léo lên tí xong đó thì nó đi ngang 30. mươi uh, khả năng tuần tới thì uh, không thuận thì 28 hoặc là điểm sâu hơn thì vùng 25.3, nhưng câu chốt nếu thủng 25.3 những ai đang cầm chạy nhanh, chạy ngay, chạy hết. Đó. Đó là câu chốt, ví dụ như thế. Mình đánh uh, trên cái chiến trường này khốc liệt lắm đấy. Đến những cái điểm mà mình phải 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 gọi là chém chém hẳn luôn không được tiếc nuối uh, tiếc nuối là tâm lý uh, tiếc nuối là sự níu kéo vân 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 hỏng hết việc tiếp trong tuần thì nó đây uh, có một điểm đấy như ông đã có phân tích rồi đúng không ạ sau một cái điểm kéo mạnh này thì nó phải gì nó mới quay lại chỉnh cung và cái vùng ở đây là vùng 21822 nói rồi uh, léo về đây tí có ăn thì ăn thêm tí này và nó sẽ kéo nhẹ lên ở đây nó sẽ test lại cái vùng đỉnh cũ của nó ở đây tức là đỉnh ở trong tuần vừa qua không vượt qua được và nó sẽ bắt bắt đầu quay về trình giảm nhìn về tín hiệu này là tín hiệu yếu À, tín hiệu này yếu vậy thì cái ít nhất là tuần tới cái điểm mà nó mút về sâu nhất này kiểu gì nó test và nếu trong trường hợp nó gãy điểm đó thì chúng ta phải tính à, tính nghiệm tính cái điểm sâu sâu hơn thế này này 20 mươi 4 20 tám à, ông ông em d 2 d d 2 d thì như nào nhỉ d 2 d đấy đạt về vùng 30 Tại sao vùng 30 là kháng cự mà sao anh em cắm đầu cắm cổ vào mua trời ơi không hiểu được không hiểu không hiểu không hiểu không hiểu được xong nó kéo một phát tiêu phát từ thế này lên lên đến 30 kháng cự thế này mà vẫn cắm đầu vào mua trời ơi, từ từ bình tĩnh đó nó sẽ chỉnh cung anh chị chỉnh cung ít nhất là cũng đấy anh chị em mà mua được cái thòng ở cái cái cây đến này, này mới là người giỏi này 28.5 ai mua được 28.5 thì đấy mới người giỏi tất nhiên là gì giỏi điểm đấy cũng chưa 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 chắc đã thắng nhưng ít nhất là tôi tôi hơn cái ông mẹ 30 cái đã đúng không quan điểm như thế càng rẻ là ai mua được rẻ hơn thì tôi về hơn ông người đã uh, vc2 à vc2 nào nhỉ mấy hôm không xem uh, vc2 vc2 đấy kéo một phát đây này tức là vùng vải kháng cự này đấy thấy chưa đạp ngay vc2 vùng 14 14.5 15 đấy dự kiến nó sẽ đạp này nhưng mà thế này là, là 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 chưa ổn đâu nhá đạp này chưa ổn đâu khả năng còn đạp một nhúi phát nữa Tức là có thể ở đây nó sẽ hồi một phát này Đó, Cho anh em bảo à ngon rồi nhưng mà chưa đâu các anh chị khả năng là với cái cách đi của VCA như này thì chúng ta lại cần phải gì á 12.5 đến khoảng vùng 13 Đấy tức là cái điểm thứ nhất là nó đạp là đúng đúng theo cái phân tích rồi đúng không các anh chị Đó phân tích là điểm này là đúng rồi Nhưng mà khả năng đấy chúng ta lại tiếp tục là à Với cái tín hiệu như thế này Thì Điểm này nó phải là đáy chưa Hay là nó còn khả năng đi xuống thì đấy là cái Uh, cái cái dữ liệu để giúp cho chúng ta định hình thêm tức là trên cái con đường đi đấy là chúng ta phải dò đường dò mìn các anh chị chỗ nào mìn nó nổ hoặc là đấy kiểu kiểu như thế anh anh chị em biết cái trò chơi dò mìn ở trên máy tính đúng không ngày xưa ấy ví dụ số 1 ở đây thì xung quanh nó báo là ba quả mìn thế thì mình phải dò xem là không ấy uh, kiểu kiểu như thế chắc tuần này thì cổ phiếu cũng sẽ không phân tích được nhiều đâu tuần này thì uh, nói chuyện ngoài với các anh em khá là nhiều nhưng mà đấy là những cái kiến thức rất là quan trọng đó các anh chị Ừ, khi chúng ta học được cái đó và chúng ta kiểm soát được cái đó thì khi đó chúng ta đánh chứng khoán nó sẽ rất là ok xe ở đây vùng kháng cự 28 đúng không ạ về đến cái chỗ này thì đừng có mua nữa trời ơi mua làm cái gì đó tuần này đây về 25 25 thì nó có thể hồi lên tuần tới thì khả năng cũng có thể có một điểm hồi nhẹ nhưng mà quan điểm kỹ thuật cùng thì khả năng khả năng cao ấy. thì thì, thì dự báo là khoảng vùng 23 23.5 vùng 24 đây sẽ là cái vùng mà xe sẽ tích lũy Uh, cổ phiếu Dg Dg thì nhìn chung ở đây là đây uh, target kỹ thuật 2223 đấy là vùng kháng cự vùng hỗ trợ kỹ thuật 20. Khả năng tuần tới có kéo thì nó lại kéo lại về tiệm cận vùng 22 nhưng mà sau đó thì uh, các anh chị lưu ý uh, khả năng thì nó vẫn còn quay về vùng 20. Uh, đất xanh cũng tương tự như vậy dự báo là test về vùng 14 thì các anh chị nhìn thấy đây tuần này có hai cái nền test 14 có hồi lên nhưng mà lại va lại cản nhưng uh, nhìn chung thì cái xu hướng này thì đất xanh cũng sẽ chưa thể phục hồi mạnh được đâu tuần tới sẽ test lại 14 có điểm sâu hơn Uh, có thể dự báo đó là nó sẽ về khoảng cách quanh 3.5 HDG khá là tốt uh, HDG thì nhìn chung trong tuần qua khá là tốt vì sao nó đã đạt được cái mark target mà Hùng kỳ vọng ở đây đó là vùng 38.5 cộng và điểm cao nhất của nó gần như là 39 mấy thế này 39.45 và sau đó thì gì ạ đó, cản mà phải chỉnh uh, chỉnh thì khả năng đây tuần tới 36.5 còn điểm sâu hơn nó sẽ nằm ở khoảng ở đây là 35.8 hoặc 35.5 HDC cũng khá là ok Trong tuần vừa qua thì HDC gì ạ Chia cổ tức Nên là tất cả những hình vẽ của Hùng Lê đây Khi mà chia cổ tức thì tất cả những hình vẽ ở trên này Thì nó tụt thẳm xuống như thế này Tức là giá chia khi chia cổ tức là chúng ta gì ạ à, Có một mọi người lầm tưởng nhá Có mọi người lầm tưởng ví dụ như là giá Ví dụ như Hùng nói đơn giản là giá khi chia cổ tức là 36 Xong đó nó chia cho 2.000 Thì là các anh chị nghĩ rằng là uh, giá sau chia nó vẫn là 36 của mình được cộng thêm 2.000 uh, trên một cổ phiếu vào tài khoản tức là 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 chúng ta có thêm ví dụ chúng ta nắm một nghìn thì chúng ta có hai 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 mươi triệu nữa sai các anh chị nhận hai nghìn thì các anh bị trừ đi hai nghìn tóm lại là chia cổ tức ấy nó trả được cái cái lợi lộc gì cả mà các anh chị còn tự bị tính thuế nhá giá bán cổ phiếu các anh chị sớt đi đấy cổ tức bình thường chúng ta bán với cổ phiếu chúng ta mua bán ở trên sàn là hình như phí có có 0,15 nhá. À, thuế thu nhập có 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 có, có, có 0 trăm nhá. Nhưng mà ông bán cổ phiếu mà 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 mà, mà được thưởng nhá, hình như là thuế thu nhập nó đánh 10%. Thử đi lại đi. Còn hình như tiền là 5 5% trăm sao không nhỏ đó. Tóm lại là tóm lại là chúng ta thiệt đủ đường, nhà đầu tư thiệt đầu thiệt đuôi. Vô hình dung là giá trị doanh nghiệp khi ông trước chia và sau chia chả thay đổi cái khỉ mẹ gì cả. Nhưng tự dưng ông thịt thuế tôi thế có phải là lỗ không nên là không phải là cứ chia cổ tức là mua quan trọng nhất là cái 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 trend kỹ thuật của cổ phiếu đó hôm nay vừa phân tích cổ phiếu nhưng mà có những cái vấn đề như vậy để lồng ghép vào cho anh chị hiểu được đó ở à, Nam Long thì ok đẹp quá tuần này lại 35 trên 35 hoàn thành target mục tiêu và đồng và thậm chí là trong phiên giao dịch ngày thứ hai lại có vùng giá mục tiêu để cho các anh chị mua Đấy, nhúi phát đây về quanh vùng 31.8 vùng 32 xong view phát lên 35 khả năng tín hiệu của Nam Long tốt các anh chị nhé tuần tới chỉnh cung nhẹ nhàng và khả năng nhịp này thì cũng đang hướng cái target kỹ thuật của Nam Long lên khoảng vùng 38 đến khoảng vùng 38.5. năm nhà Từ Liêm, nhà Từ Liêm thì giai đoạn này thì các anh chị lưu ý này. Những anh chị đang cầm, ví dụ về đến hỗ trợ 21.8 vùng 22, các anh chị trao tí lên đến sát sát khoảng 23 năm các anh chị bán ra. Ở tạm thời lướt lát ở trong một cái biên như này và nó đi sideways. Và sau một cái biên sideways này thì nó phải phát đi tín hiệu. Tức là ví dụ như nó đè vùng 24 đây với lực cầu hừng hững nó đi lên thì à ta đổ bê tông thêm nhưng trong trường hợp là úi giời ơi nó lại chơi cho một cây hammer đỏ quạch như này thì thôi bán đúng không ạ cần gì phải phân vân đâu chúng ta cứ tách bạch như thế cho nó dễ còn có nhiều anh chị bảo về đây thôi tôi không bán nữa đâu 24 tôi còn chẳng bán nữa về 21.8 tôi không bán tôi giữ lại ngày mai nó lên 24 xong rồi cuối cùng nó đạp phát về 20 thôi 21.8 hôm đây em trả cắt lỗ bây giờ về 20 anh bảo em cắt ôi về 20 xong rồi nhúi phát về 18 ôi rồi thế đấy tâm lý hành vi nằm ở chỗ đấy và chúng ta làm chủ cuộc chơi có nghĩa là tâm lý của hành vi chúng ta chủ động từ đầu về đến điểm này không được gì té về đến điểm này gì đặt target gì chốt đạt phương ở đây thì 33 34 đang là vùng kháng cự tuần vừa qua nhìn chung đạt phương không không đạt lắm <laughs> tín hiệu này thì tuần tới nó sẽ xu hướng là nó sẽ chỉnh về 32 rồi chắc chắn rồi còn có giữ được 32 không thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái chỗ hỗ trợ này HQC tuần vừa qua cũng không có nhiều đột biến Nói chung là pen cũng bị chốt khá là là mạnh ở vùng vừa qua năm vẫn là kháng cự và khả năng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục 4.35 đến 4.5 để đánh giá thêm à SCR thì vẫn ở vùng 7.75 đến vùng 8 thôi tích lũy thêm LDG thì không biết là thanh tra thanh trẻ khởi tố như thế nào thôi nhưng mà đây khả năng cũng là một cái câu chuyện rất là hay. có khi là một cái sự thay máu nào đó. Và thậm chí là tuần vừa qua LDG đã hoàn thành được cái target 5.5 và nó gì ạ, nó xoạc. nó xoạc như này thì nó xoạc về 5, còn tuần tới thì khả năng nó xoạc về khoảng quanh vùng 48 đến vùng 5. trong trường hợp mà thủng vùng 4.8 thì về vùng sâu hơn ở dưới này. DRH thì vẫn khá là cứng đấy, nhìn chung là khá là cứng đấy nó kéo về 7 và gần như tuần này nó lại vươn lên một tí và nhìn trên cây đến tuần thì gần như là một cây doji à, trên dưới bằng nhau. Khả năng thì tuần tới à, chúng ta sẽ tiếp tục à, dự báo cái 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 xu hướng là điểm test kỹ thuật ở vùng 6.6 sáu à, quan sát thêm. Còn trong thời điểm này thì à, chúng ta sẽ chưa mua bởi vì bây giờ là chúng ta được quyền trả giá các anh chị. Có những thời điểm mà chúng ta không được quyền trả giá chúng ta mua ngay đấy cái điểm này là hùng trả giá nhưng mà mình mình trả hơi 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 mình nghĩ là nó vẫn còn nhún phát về đây nữa cơ nhưng mà nó nhún về năm năm trăm ba thôi và nó view luôn đó thì ví dụ như những cái thời điểm mà bắt đầu nó đạp sát sát ở dưới này là chúng ta không có quyền trả giá nữa nhưng khi mà ông đang ở trên vùng này mà ông đang có cái xu hướng đi xuống thì chúng ta có quyền trả giá chúng ta còn thời gian đó chúng ta còn thời gian như vậy là gì tâm lý hành vi ở đây là phải vội vàng còn tâm lý hành vi ở trên này là ung dung tự tại từ từ đấy nên là chính vì thế nên là thấy cái hay quá Thế là thôi bỏ anh em đi học anh em cũng giận lắm nhưng mà đặc biệt là trong team của hùng lê các anh chị rất tuyệt vời tuyệt vời lắm các anh chị có những anh chị đi với hùng từ từ khi gọi là kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng lập ra thì bây giờ các anh chị vẫn vẫn đi theo hùng rất tuyệt vời rất thông cảm bảo các anh chị ơi tuần này em đi học ok thế là biết là ông hùng cũng đi học rồi anh em nhiều anh em còn bảo thôi để anh em tự lái Đấy. admin đi học cái thì thị trường nó thăng hoa thường thường là như thế mà đúng thật các anh chị mỗi lần hùng vắng nhà là tự dưng index nó cứ tăng ở mầm ở nhà thì index nó lại cứ giảm anh em bảo thôi ông đi đi cho nó nước nó trong rất tuyệt vời có những anh chị em rất thông cảm đó chứ còn Uh, và 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 các anh chị em đấy phải rất hiểu hùng thì mới có sự thông cảm như thế đời nào bỏ anh em đi một tuần đấy tất nhiên là trong một tuần đó thì hùng vẫn uh, có cái sự phân tích vẫn có sự định hướng uh, tuy nhiên là không phân tích được sâu không phân tích được những cái cổ phiếu chi tiết nhưng mà định hướng về thị trường là vẫn ok tối về vẫn làm việc mà làm việc với anh em thậm chí còn còn làm việc cả đêm đấy anh em hết câu hỏi thì hùng mới đi ngủ à, nhóm thép thì khá là tốt đấy các anh chị này đấy thấy chưa nhún phát nhún về đúng cái vùng 22 đúng điểm 22.5 xong rút lên đấy thì đấy là cái 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 sự phán đoán tình huống đó, mình dự báo là à, khi ông kéo này kiểu gì chắc ông phải nhún phát nữa đúng thật phiên ngày thứ hai nhún phát luôn xong đưa lên đó thì ở đây là như vậy là gì chúng ta sẽ tiếp tục uh, dự báo kháng cự của cổ phiếu hòa phát ở quanh vùng 24 ở cổ phiếu Hoa Sen tuần này thì nó cũng đạt 17 trên 17 và nó bắt đầu có gì ạ chỉnh cung ở đây 16.5 và khả năng tuần tới thì nó nhún phát nữa tức là Hoa Sen thì khả năng sẽ dự nhún ở khoảng mùng 16-16.2 Nam Kim cũng như vậy Nam Kim là tuần này thì nó cũng đạt 17 và thậm chí có thời điểm nó vút lên trên 17.5 nhưng mà đây là những cái nến điện Nó sẽ trả lại cung Tuần tới thì khả năng nếu khỏe nó trả trên vùng 16.5 còn nếu yếu Nếu yếu thì nó sẽ test lại khoảng quanh vùng 10, 10, 16, 16.3 16.2 ở đây rồi chúng ta xem cái tín hiệu tín hiệu tích lũy ở đây xem như nào có đẹp không Đó, đẹp thì như vậy là chúng ta tiếp tục cầm hoặc là thậm chí chúng ta gia tăng tỷ trọng thêm để chúng ta có thể hướng được những cái target cao hơn vùng bảy trăm năm vùng 18 và đến thời điểm hiện tại thì nam kim hoàn toàn có thể vươn lên được cái target này với điều kiện cần và đủ là ông phải tích lũy ít nhất là trên vùng 16 cộng cho gãy 16 cộng thì thôi ông đừng có ngắm cái trên này nữa ngắm vô ích đúng không ạ bởi vì nó có còn, còn lực đi nữa đâu mà ngắm ngắm những cái cái kiểu đấy là gọi là ngắm trong vô vọng thôi các anh chị ở VGS trong tuần cũng khá là tốt ở quanh vùng 18 nhìn chung thì khả năng thì nó đang kéo xả ở khoảng quanh một cái biên và các anh chị cứ lấy thùng khoảng 18.5 đi đó đây này khoảng đó 18.4, 18.5 18 là cản trên và vùng hỗ trợ kỹ thuật dưới thì kiểu gì tuần tới nó cũng sẽ có test tại vùng 17 đó thì ông đi ở ngang ở trong cái biên này rồi chúng ta sẽ xem thêm trong cái thời điểm hiện tại thì như vậy đấy bởi vì là đây này tại sao ông lại thận trọng hơn bởi vì trong tuần trước thì cũng có khả năng là hướng 18.5 và thậm chí vùng 20 nhưng đến tuần này thì cũng phải phải thận trọng rồi bởi vì sao bởi vì tín hiệu đường mát ở trong tuần vừa qua nó bắt đầu suy yếu chứng tỏ rằng sức khỏe cổ phiếu có vấn đề và khi sức khỏe cổ phiếu có vấn đề thì chúng ta bình tĩnh chúng ta chờ xem chúng ta có phẫu thuật được không như vậy đấy không phẫu thuật được thì chúng ta phải bỏ TVN thì 6.7 đến vùng 7 ở đây là vùng kháng cự đó các anh chị tuần này thì nó cũng cố gắng công kháng cự nhưng đồng thời nó cũng cũng gì nó cũng test hỗ trợ đây đó 6.3 là hỗ trợ khả năng xu hướng tuần tới thì kiểu gì nó cũng phải về lại 6.3. Đó nó tích lũy thêm. Còn đối với TVN đó là đánh dài. Các anh chị lưu ý đánh dài nhá. Đánh dài là tâm lý hành vi nó phải khác với uh, với đánh ngắn nhá. Đó hoàn toàn khác nhau, cuộc chơi khác nhau, triển khai vốn khác nhau, triển khai trận đánh khác nhau, tất cả mọi thứ đều khác nhau, bản chất khác nhau à, đối với TLH tuần này thì nó cũng khá là tốt rồi vươn lên vùng 9.5 rồi khả năng uh, trong cái nhịp này thì cũng có dự báo là khả năng TLH sẽ kéo lên khoảng tầm 9.8 đến vùng 10 thì mới đạp. nhưng mà như thế này thì đôi lúc là nó về 9.5 thì tuần tới cứ bình tĩnh chúng ta sẽ quan sát để chúng ta mổ xẻ thêm cái xu hướng kỹ thuật ở quanh vùng 8.7 nhưng thông thường một cái nhịp đem vẽ một cái nhịp sóng lớn này thì cái cách đi của nó là gì từ vùng 7 ông kéo lên 10 hoặc vượt qua 10 sau từ đây thì ông sẽ đạp về khoảng quanh 8, rồi sau đó ông sẽ kéo vượt lại 10 và sau đó thì dìa mới đi được những cái target tiếp theo. Thì trên cái đường đi đó thì đây là những con sóng lớn, cái sườn cơ bản, còn trên cái cái sườn cơ bản đó thì ví dụ như là nó đạp thì nó không đạp một phát thế này đâu. Đúng không anh chị? Và các anh chị nhìn thấy là khi nó đạp ấy thì nó nó sẽ đi kiểu này này, nó hồi lên một tí này. Đúng không ạ? Rồi nó đạp xuống một tí này. Rồi nó lại hồi lên một tí này, rồi nó đạp xuống một tí, nó hồi lên một tí, rồi nó đạp xuống một tí đó rồi bên sóng bên này nó cũng phải không phải một mạch nó tăng thế này đâu nó tăng này này rồi nó lại đạp xuống một tí rồi nó tăng này này nó đạp xuống một tí nó tăng này nó đạp xuống một tí tức là mình nắm được cái sườn tổng thể mình nắm được cái sườn tổng thể thì trên những cái đường ray này chúng ta sẽ là gì ạ là là người làm chủ cuộc chơi chứ không phải là 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 mấy cái ông lái làm chủ của chơi mình sẽ làm chủ của chơi bởi vì mình phán đoán được à như vậy là kiểu gì ông kéo về 10 thì ông đạp đâu đó khoảng mùng tám đến mùng tám ba vậy thì cái vùng dưới này sẽ là gì vùng giá thu mục tiêu tiếp theo trên cái chặng đường hành trình đi dài này nó vậy thì chúng ta ung dung đúng không ạ đấy kiểu kiểu như thế tất nhiên là không tuyệt đối nhưng nó sẽ có cái sự tương đối các anh chị nó sẽ có sự tương đối uh... KSP thôi view nhanh KSP thì nhìn chung tuần này ở đây Vùng 26, 26.3 thôi các anh chị nhá Tiếp tục tích lũy uh, PLC rút lên một phát như vậy Thì PLC ở đây vùng kháng cự 38 này 38, 39, 40 này anh chị chốt bớt đi Và vùng hỗ trợ kỹ thuật uh, trong tuần Thì tuần tới thì chúng ta làm việc ở vùng 36, 36.5 uh, Điểm sâu hơn sẽ là ở khoảng vùng 35 Đấy, BCC chỉnh đấy các anh chị này, dự báo chỉnh về 12 12.5 và khả năng tuần tới thì tiếp tục ở cái biên này, thậm chí nó có thể test về quanh vùng 12.2. Thì cái xu hướng chủ đạo của cổ phiếu BCC nó đang là gì ạ? Đang chỉnh cung. Nhóm ngành đầu tư công V VCG. VCG chia à? Sao lại như thế này nhỉ? Đúng rồi, VCG như thế này là lại chia rồi. VCG như thế này là chia cổ tức rồi à, Sau chia, sao chia thì đây thì cũng chưa chưa có gì nói chung thì cũng không xấu mà cũng không đẹp quanh vùng à, quanh vùng 19.5 khả năng tuần tới thì nó sẽ kiểm tra thêm test cung ổn định thì chúng ta phân tích tiếp FCN ở đây à, căng rồi đấy đúng đúng như dự báo đúng không ạ cái vùng này kháng cự khoai lắm các anh chị vùng 16 16 3 16 5 đây là vùng cực khoai và nó lên đến củ khoai thì nó phải đến củ gì các anh chị củ từ hạ xuống tí đã từ từ đã chứ chạy được vùng 14 7 15 ok ờ, tích lũy ở vùng này tuần tới chúng ta sẽ đánh giá thêm xiên cô 4 cây ngày thứ sáu cũng một cây nến hoành tráng phết đấy rút phát từ 12.2 xong nó rút lên đến thậm chí có thời điểm đánh đến 13.3 nhưng mà kết phiên lại 12 9 chưa tăng được Nhìn thế này chưa tăng được Đường mát này chưa tăng được Nên là tuần tới Xu hướng 12.5 Và gãy 12.5 thì phải 11.8.12 Như vậy là bình tĩnh Từ từ ở Lcg ở đây thì Cản 14 rất là khỏe rồi Nhưng mà tuần vừa qua thì cũng khá là tốt Nhìn trung tâm lý khá ổn định Bươn gọi là bươn trài qua vùng 13 Thì ở 13 này thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm Thậm chí trong tuần tới thì có thể nó sẽ hạ hạ tí xuống Quanh 12.5 G36 G36 nhịp rồi đánh Khiếp hồn luôn G36 là coi như là lên đến Vùng 10 rồi đấy Gọi là đạt ta cái mục tiêu 10 trên 10 rồi đó anh chị 10 trên 10 rồi đấy và khi mà ông đánh về vùng 10 thì ông phải ông ông chỉnh cung như này cũng khá là đẹp đấy ba cây nến test như này rất là khỏe nhìn chung thì khả năng tuần tới nếu mà khỏe thì nó test mút nến đây này còn sâu sâu hơn thì dự dự ấy dự dự là nó sẽ chỉnh cung về quanh 9 tích lũy ổn định cái đó tích lý ổn định ở nhịp này trên vùng 9 cộng thì như vậy là cái cái dữ địa để mà g3 tháo đi tiếp nó rất là cao cao lắm đấy, rất là cao, ok à, rồi, à, nhóm ngành dầu khí nhé, đến uh, nhóm ngành dầu khí đúng không nhỉ, đúng rồi PLX, PLX thì không có gì cả quan điểm là từ cái điểm mà khi mà nó là target 40 trên 40 ấy thì đến cái đoạn sau này thì cũng có bảo cái chị rồi, quăng trài Tức là chúng ta đánh nhỏ đánh nhẹ thôi Đánh đi nhẹ nói khẽ cười duyên thôi Cái đoạn sau này là cái đoạn vừa bèo vừa tép Và nó chỉ ăn những cái sóng té té thôi Đấy Nhịp này lên đến 3940 thì cố mà chốt đi Đó, Cây nến này cái nến khá là xấu này là nhìn chung khả năng tuần tới sẽ ở 37 Thậm chí là nhịp này sẽ uh, 37 mà thủng thì nó sẽ về vùng 30, 36 Nhưng khả năng là Khả năng cao thì nó sẽ quay về khoảng quanh vùng 36 Ở PVS khá là đẹp PVS thì là ổn Đó PVS trong tuần đúng không ạ 29 7 đến vùng 30 cũng có khuyên cáo với những tài khoản nó tim vùng lên nếu như vùng này nó vẫn còn giữ thì anh em cứ cầm gãy vùng này thì nên chốt và như vậy là tuần vừa qua thì nó nhún phát về đây xong nó phát đây bay 31.5 32 luôn ba bay cả cái vùng kháng cự 32.5 như vậy là tuần vừa qua nó bay vùng 32.5 là vùng cản ở đây thì xu hướng nó sẽ gì ạ nó test test tại vùng 32.5 và đóng cửa vùng 32.4 đây các anh chị đó thì khả năng tuần tới thì nó sẽ test lại khoảng quanh 31.5 đến khoảng vùng 32 dự kiến là như vậy nó tích lũy thành công vùng này thì khả năng sẽ là kéo tiếp ở cổ phiếu PPD đấy đấy cây nến ngày thứ hai đấy các anh chị view lên các anh chị thấy đúng không ạ đấy, nó phải nhún phát đã như vậy là vì gì ạ vùng 2.7 vùng 23 không thủng thì cứ cầm Đấy, còn lên trên này thì tùy khẩu vị các anh chị kéo lên được đâu thì chốt nhưng mà cây nến này là nó lấp 1 phần 2 thân lấp 1 phần 2 thân tất nhiên là cái tín hiệu đường mát thì chưa đẹp lắm nên là khả năng tuần tới nó còn phải lình trình ở đây vài phát nữa có kéo thì mới kéo tiếp à, BSR BSR đấy đó vùng hỗ trợ tuần đây tám vẫn khá là ok như vậy tuần này thì 16 17 chưa chưa bị mất nên là các anh chị có thể mua thêm và nó nhồi lên được một vài like thì các anh chị bán đi nhưng trong trường hợp nếu nếu đấy là nếu nha nếu mà xuất hiện tín hiệu này chạy bán bán bằng hết thì thôi thế thôi oi 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 trong tuần này thì nó cũng đang cố công này tức là như vậy là vùng 16, 18 là cái vùng kháng cự rất là mạnh được các anh chị nhé. Hai tuần vừa qua là nó 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 công liên tục và nó không không thành như vậy ở đây thì nó sẽ có cái vùng giảm thuật ở đây nó sẽ đạp dự dự quanh quay quanh 10, 10.2 tuần tới thì có thể có vùng 9.8 nhưng nói chung là không thủng thì chúng ta cứ cầm. Nhóm ngành banh thì xin phép đảo qua một số các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản thôi. TP sau chia như vậy là cũng đã có phân tích dự báo ở vùng 18, 18.2, 18.3 đây thì hiện tại đầu tuần tới thì khả năng vẫn đánh giá ở vùng này uh, Techcom, Techcom thì cũng khá là tốt uh, trong tuần vừa qua sau khi nó bươn lên thì những cái điểm test kỹ thuật cũng có dự báo là khả năng nó sẽ test về ở khoảng quanh vùng 31 uh, 31, uh, xí xoát là quanh 31 đây nhưng gần như nó không test về đây và nó kéo vượt lên và nó test lại cản thì đây cũng là một hình thức đó một là gặp cản test dưới hoặc hai là kéo vượt quản test cản như vậy là gì à, đây cũng là một cái hình thức test của nó khá là ok khả năng tuần tới thì chúng ta vẫn có thể kỳ vọng tách kéo về khoảng quanh vùng 34 34 35 34 về đấy chốt bớt đúng không ạ MBB MBB trong tuần vừa qua cũng test tương đối tương đối đẹp đó nó vẫn ở 19 năm vùng 20 như vậy là khá là tốt thì với cái cái động thái này đúng không ạ với cái động thái này thì chúng ta vẫn còn kỳ vọng đúng không ạ vẫn còn kỳ vọng là gì có thể nó kéo vùng 21 khỏe hơn đấy vùng hai vùng 23 đó và và với những anh chị em cầm thì chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm thế và vị thế trong trường hợp xấu thì nó sẽ test lại kênh tức là nó có thể test lại ở quanh vùng 18.5 18.8 đó khi chúng ta cầm thì chúng ta phải lường trước hết những tình huống như vậy uh, VIP trong tuần vừa qua cũng giữ khá là tốt VIP giữ giá khá là tốt đó các anh chị nó lên được uh, vùng 24 này đây cũng vùng cản này bắt đầu 24 là cản rồi đấy 24 24.5 25 là cản rồi thì có thể chốt bớt đi và khả năng tuần tới thì nó lại quay về vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 2.5 để nó kiểm tra lại cổ phiếu SHB các anh chị lưu ý nhá SHB là một mã cổ phiếu rất là hay và đến thời điểm hiện tại thì vẫn tiếp tục neo 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 đường đi của con này và đường đi của con này hiện tại nó đi ra rất là rõ sóng và cái xu hướng của SHB khả năng đấy nha các anh tất nhiên là khả năng thôi đấy chúng ta dự báo khả năng là nhịp này kéo 14 rồi sau đó nó sẽ test ở trên cản đó nó giống như con tích ấy. test ở trên cản và sau đó nó sẽ tiếp tục kéo đấy là dự báo Thế còn để mà nó đi được như này thì quá trình chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Ví dụ trong tuần tới nó mà uh, nó test lừng khừng ở đây và đặc biệt là nó phải xuất hiện một cây nến mà lấp lại cái đây. Ví dụ cây nến tuần tuần sau mà ví dụ nó đóng khoảng tầm như này thì không có lý do gì mà không về vùng 3.5 đến vùng 14 cả các anh chị. Đó, đó là chắc chắn. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ cần một cây nến tuần như này tức là nó sẽ thòng xuống ở dưới 12.5 và nó đánh bật lên được ở khoảng đây, ông ông bật bật lên ở khoảng đây Ông qua được cái chỗ này đấy, qua được cả này qua được 12.8 đấy thì chắc chắn rằng là và đặc biệt là lực cầu đấy, cầu mà nó ông cứ táng như tôi khoảng tầm thế 40 45 triệu này phê lắm thì đây đấy bên trạc tuần đây thì hùng đã, đã 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 đã, đã, đã dự báo này các anh chị hả dự báo đúng không dự mà dự thì dự báo thời tiết thì có đúng có sai đúng không dự báo cổ phiếu thì nó như vậy thôi nó không có đúng có sai nó có xác suất đấy thì cái nhịp này thì cũng đang mường tượng cái nhịp này đấy, cái nhịp này đấy, nó đang đang có khả khả năng là nó giống nhịp này Đấy. từ 10 ông đang kỳ vọng đấy nói nói chém vui nhưng mà chém thật đấy các anh nhìn nhá vui mà thật thật mà vui nhá tức là nó cũng từ 10 đấy nó cũng từ 10 nó xây và đang đang có cái cảm nhận là nó 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 xây rất là ok vậy thì sau một cái đoạn xây rất ok đấy thì cái đoạn dưới này nó đi nó đi lừng khừng những các anh chị nhìn này này hai tuần này gọi là hai tuần chạy nước rút nó chỉ đánh trong hai tuần thôi Ây, ông quan trọng mà đến hai tuần này thì các ông nhỏ lẻ rớt bố hết rồi còn đâu nữa vì sao vì các anh chị em là chúng ta không có kinh nghiệm nên là riêng SHB vẫn điêu và vẫn khuyến cáo với tất cả anh chị em nhà đầu tư là tiếp tục cầm thậm chí ở uh, qua những cái thời điểm có thể cần thêm và cái mẫu chốt vấn đề ở đây là điểm 14 và điểm 14 xong ông đạp một phát và cái điểm đạp này thì chúng ta sẽ gọi gọi là gì do tìm điểm mua vàng bởi vì cái sóng sau 14 này mới là sóng to tức là sóng sau 14 này có thể nó chỉ có hai tuần thôi hai tuần ngắn là nó đi phăng phăng nó đi đi như con trâu điên đi như con thiêu thân Đấy mà nó đi bất chấp nó không có kiểu cảm giác như là đằng trước nó không có cái gì nó thể cảm lại được các anh chị đấy đây hai cái tuần này là nó thậm chí là đây nó còn bồi nó còn gọi là nó còn khuyến mại thêm cho mấy cây nữa đấy đây như thế nó đi một phát từ vùng 12 về vùng 18 trong một tuần 4.000 anh chị rồi sau đó nó lại phát một nữa từ 16 lên đến vùng 22 à, nó chạy 6.000 nữa Ui rồi đến cái đoạn này nó sướng lắm đó Vậy thì đấy là những cái kinh nghiệm của anh chị đó thì cũng chia sẻ thật như vậy đấy là đấy là cái, cái cái, cái góc nhìn cùng như vậy nó có thể đúng nó có thể sai đúng không không có nhiều anh chị bảo ở ờ, đúng thì vỗ tay ơ ờ, khoan hoan hộ này nó hay thế hay sai quay vào chửi đấy là đấy là đấy là tâm lý hành vi của những con người thất bại anh chị mình sai thì mình phải biết vì sao sai điểm vào mình đúng chưa bởi vì SHB xin thưa với các anh chị là là tim của ông Lê đây này tim của ông Lê vào SHB sớm lắm bây giờ gần như là các anh chị đang rung đùi hết rồi thì cái tâm lý hành vi nó sẽ khác anh chị đó, SHB vào đến tận những cái nhịp mà nó nó chỉnh đây này rồi đây này rồi những cái nhịp lừng khừng ở đây này đó là vào hết rồi thậm chí là nhịp này thì bây giờ chờ chờ đây tí nữa rồi cũng sẽ có thể có sẽ phân tích một hai điểm mua ở đây nữa tùy tùy cơ ứng biến nhưng mà hiện tại thì chưa rồi nhóm ngành chứng khoán đảo qua nhanh VCI à nhóm ngành chứng khoán thì có một cái đặc điểm là trong cái phiên giao dịch ngày thứ sáu ông đánh rất sung nhưng mà cuối cùng là cuối phiên thì sung dụng thì một phần là do nó 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 tạo lập về về cái cái quả sọt ở cuối phiên ấy nên là Là ấy thôi nó bị bung thôi Bởi vì cái, cái cái điểm số kéo mạnh của thị trường đa phần ở trong cái phiên giao dịch ngày thứ sáu khi mà index nó tăng được đâu đó chín uh, điểm ấy thì đấy là cái thời điểm mà nó cái nhóm chứng khoán nó đồng loạt nó kéo Thì uh, VCI nhìn chung ở đây là vùng ma 6 này khá là đẹp Và cái cách đi của VCI vẫn đang rất là ok Chưa có vấn đề gì cả 33.5 vùng ma vẫn giữ được Thì khi mà cái vùng này vẫn giữ được Thì cái cơ hội để mà cổ phiếu công 37 đến vùng 37.5 mà còn và thậm chí trong cái trường hợp mà <laughs> VCI của chúng ta mà bay được cái vùng 37.5. À, à, ví dụ này, bay được cái cái cả này thì đấy đấy là biển trời lại mênh mông. À, Tối bơi ngày ấy đúng không ạ? Đấy lại mênh mông ngay. Thì cái câu chuyện là để mà mà bay được cái thằng này á thì cái thằng này nó phải còn. Tức là cái thằng 33.5 đến vùng vùng 34 nó phải còn và nó phải tích lũy thành công ở trên vùng này. Đó, tức là cần và đủ đó các anh chị. À, đối với SSI ổn quá ấy tiếp tục à, như vậy là chúng ta tuần này chúng ta lại có thêm một target của SSI 26 trên 26 đẹp không các anh chị đẹp và theo dòng thời gian này các anh chị nhìn này theo dòng thời gian này theo dòng thời gian là nếu mà hùng nhớ không nhầm thì cái nhóm chứng khoán là hùng đã bắt đầu phân tích sóng từ ngày mùng 10 mùng 10 tháng 12 của năm 2022 và báo cáo với các anh chị tại thời điểm đó là bắt đầu bắt sóng chứng khoán và từ thời điểm đó thì chúng ta nâng target của SSI đó các anh chị cứ xem đi xem từ tháng 12 đến bây giờ đi các anh chị xem xem đó xem tất cả những bản tin tuần cùng phân tích nhóm chứng khoán từ tháng 12 đến bây giờ để chúng ta xem thử là ông này ông nói cái nhóm chứng khoán từ tháng đấy đến bây giờ như thế nào qua dòng thời gian đấy đó lên 21 tấm này lên 24 này và tuần này hạnh phúc thay nó lại lên 26 sáu Ờ, tuần tới mà nó hạnh phúc thay nó lại lên 28 nữa thì lại cực kỳ đẹp đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã có một cái sự định hướng rất là đứng đắn. Và như hùng có phân tích, nhóm ngành chứng khoán đi vào tren tuần. Tren tuần thì phải đánh tuần chứ đừng có nhìn vào những cái yếu tố hàng ngày để làm nó nhiễu loạn, đúng không ạ? ngày thì chúng ta nên nhìn đến giờ và tren giờ thì chúng ta nhìn đến M5. Ok, đó, vậy thì bây giờ S nhóm ngành chứng khoán nó đi vào tren tuần rồi nên là nó sẽ đi theo những cái ở cái rất là ok và đấy như cái phân tích của nhóm ngành chứng khoán đây ví dụ như đây như như SSI lục đang mường tượng thôi các anh chị nhá tuần này nó đẹp chưa 26 đẹp rồi nó kéo lên 26 kéo chưa kéo rồi vậy thì sau khi kéo lên 26 thì nó phải gì ạ à? nó phải vòng cung lại một tí à, nó, nó 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 phải cua lại một tí và cái điểm cua này nó thỏa mãn những cái điều kiện gì đó cái điểm cua này nó thỏa mãn những điều kiện gì thì nó sẽ đánh lên 35 đấy là câu hỏi các anh chị nha đấy là phân tích đấy là tư duy đó đó là phân tích đó là sự tư duy vậy thì khi nó chỉnh cung về đâu nó không thủng điểm nào thì nó sẽ tiếp tục đánh lên vùng 35 đấy thế thì chúng ta mới phân tích đúng không ạ vậy thì điều kiện cần thứ nhất ví dụ à đây vùng 23.5 đến khoảng vùng 24 không được gãy đấy 23.6 cái vùng này nó không được gãy chứ gãy vùng này thì thôi thôi thì ông đừng có nói nói phép nữa Đấy, khi gãy vùng này rồi thì đi đi vào mắt nữa à Đi đi lấy cái gì để mà đi Đúng không ạ Tức là khi vùng đó bị gãy rồi thì lấy cái gì để mà đi Không có Đó vậy thì khi đó thì chúng ta phải chuẩn bị một cái kịch bản tiêu cực Nhưng khi mà không gãy vùng này Thậm chí tuần tới nó test thành công một vùng 25 xong nó, nó tiếp tục công 27 Thì nó vượt vùng 28 cái Thì như vậy là 30, 35 nó là trước mặt Thế thôi Đấy HCM hay quá HCM thì uh, như vậy là vẫn 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 chưa đạt về HCM thì chưa đạt đâu HCM thì chúng ta đang ngắm ngắm ở vùng 28 tuần này chưa đạt tuần này con này mới lên được đến 27.75 à, cũng suy soát đấy các anh chị còn 0.25 nữa thôi nha là 28 trên 28 nha thì câu chuyện ở đây là gì thứ nhất là tuần vừa qua nó vừa nhún xuống 25.9 đến vùng 26 như vậy là gì không có dự báo à như vậy là kiểu gì ông cũng phải test lại đúng không nó phải test lại cái 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 mút nến đây này nó hồi lên thì kiểu gì nó phải test lại đó test không Uh, Tết xong thì có thể là mua uh, Các anh chị rào vùng này thì đến phiên này thì các anh chị xuống nâng rồi còn gì nữa mà Cầm ra mà bán uh, Tất nhiên là đấy thì bây giờ là cái xu hướng khả năng là tuần tới thì cái việc mà nó lấp lại vùng này khả năng là cao Bởi vì nhóm ngành chứng khoán đang khá là ok uh, VND cũng đẹp đấy chứ đúng không ạ VND Đúng không? Đấy VND tuần này 20 trên 20 luôn Đẹp long lanh đúng không? Như vậy là chúng ta lại tiến thêm được một cái cột mốc mới Target 19.5 thì tuần trước có rồi và tuần này tiếp tục có target 20 đó vậy thì khi con đã get 20 rồi thì nó phải nó lại phải có một cái điều kiện đó là 18.5, 18.7 không phải thủng Đấy. tuần tới có thể nó đạp lại nhưng đạp không thủng vùng này hoặc là thậm chí là ông ông phải giữ cái giữ giữ cái cái, cái, cái nền này này 18 đó thì ông giữ được cái nền này rồi ông tích lũy lại thì cái cơ hội mà để nó công lại vùng 20 là là còn và ví dụ như có thể lên vùng 21, 22 đó nhưng mà để lên được vùng 21, 22 thì điều kiện cần là gì ông không thủng 18 lưu ý là như vậy thì trong những cái phân tích của hùng định hướng của hùng và tất nhiên hùng không nói ra đấy là ngày hôm nay là 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 vui vui nhá vui vui thì mới nói chi tiết như thế chứ còn hôm nào mà không vui vui không nói ra đâu tức là trong cái phân tích của hùng là luôn luôn nếu và thì nếu và thì cần và đủ á để lên được thế này thì như thế này đó để đi được từ điểm A đến điểm B thì tôi phải cần xe máy đi để đi, đi điểm điểm B đến điểm C thì tôi còn đi máy bay đi từ điểm C đến điểm D tôi phải đi tàu hỏa vòng luôn phân tích như vậy nếu thì nếu thì vòng soi tất cả những cái nội lực đấy để mình xem xem thử là à như vậy động lực đi của cổ phiếu nó còn không ví dụ MBS chẳng hạn MBS tuần vừa qua nó tương đối khỏe đấy test này khá là khỏe Và dù cái nến này thì là đuối nhưng à, trong cái sự đuối đấy thì vẫn còn cái sự khỏe là kiểu gì nó cũng <laughs> nó sẽ quay lại vùng 20 các anh chị nhá 20 21 ở đây khả năng là ok được à, VX quá trâu và coi như cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch vùng 10.5 11 là cả tuần vừa rồi suy soát nó lên vùng 11.5 nhìn chung thì khả năng VX vẫn là cái gì các anh chị kéo xả trong một cái biên hẹp này thôi và các anh chị lưu ý 11.5 12 đây là vùng kháng cự rất là mạnh thì trong ngắn hạn là gì khi gặp kháng cự mạnh thì chúng ta hạn chế cái việc là chúng ta đua xanh có mua thì mua trong những phiên đạp và sau đó trong phiên T1 T2 nó hồi lên thì chúng ta lấy cái hàng của chúng ta đang có chúng ta bán và tạm thời thì ở vùng 10.5 là hỗ trợ và vùng 11.5 vùng 12 đó là vùng cản các anh chị lưu ý. ờ à, hùng làm ngụm nước đó <laughs> AGR đây thì chúng ta có vùng ba 13 4 13 6 là vùng cản đấy các anh chị và vùng hỗ trợ kỹ thuật trong ngắn hạn này quanh vùng 12 nhìn chung thì nó vẫn cứ cài bừa quanh được cái vùng này thì các anh chị lướt lát thêm và hiện tại thì cái động lực của AGR bắt đầu gì ạ chậm đà tăng và anh chị nhìn thấy là từ đây nói chung là từ đây thì cũng bắt đầu thấy rằng là tín hiệu đường mát bắt đầu suy yếu tức là đâu đó khoảng cái, cái 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 lúc mà mà cổ phiếu AGR đạt được cái vùng đỉnh của nó 13.4 thì chúng thấy đường mát suy yếu thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta nhận diện rằng là cổ phiếu nó sẽ chậm đà tăng và khi chậm đà tăng thì làm gì đó các anh chị tự hiểu ở cổ phiếu APS tuần này thì nó cũng soát uh, kéo đến vùng 16 nói chung cả 16 16.2 đây vẫn là vùng cản kỹ thuật của cổ phiếu đồng thời ở đây nó có hỗ trợ kỹ thuật 14.75 cái điểm sâu hơn ở đây thì có thể là 13.64 và trên quan điểm kỹ thuật là không thủng 13 6, 14 thì chúng ta vẫn còn cải quốc được thủng thì bỏ cổ phiếu VDS tuần vừa rồi khá à, thằng em khá <laughs> khá vết tuần vừa rồi công cản 13.3 mặc dù đóng đóng cửa thì chưa được cao nhất nhưng mà thế là cũng đẹp rồi 12 8 13 3 như vậy tuần tới khả năng nó sẽ test nhẹ nhàng này đó mà ông mà tích lũy ngon ngon tí ở đây thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục nâng target của nó lên nhưng mà phải thỏa mãn cái điều kiện tức là ông 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 chém ông phải chém nhẹ nhẹ đây thôi chứ còn ông lại chém ông chém mà ông lại chém gãy vùng 11.3 thì là thất bại hỏng kết thúc sóng và chúng ta bán Ok ors ở đây thì um, tốt rồi tuần này tiếp tục công lại 15 cộng tức là đạt target 15 đồng thời Đó, nó không có vùng hỗ trợ 13 8 14 đây rất là ok như vậy thì khả năng tuần tới thì nó có đáp nhẹ thì nó cũng đáp nhẹ lại đây này quanh uh, quanh quanh 14.3 và khả năng thì nhịp này thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm diện ạ cản 15.8 đến khoảng 16 và ở vùng này thì chúng ta lại canh để chúng ta chốt bớt đi như vậy trong trường hợp nếu như chúng ta mua được tại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây ví dụ quanh vùng 14.3 thì ở lên lên sát sát ở vùng này thì chúng ta đảo chúng ta bán bớt các anh chị nhá cái cách thức nó là như vậy và cái cách mà ông có nói rồi tức là chúng ta có 1.000 thì chúng ta bán đi 500 xong đó thì về dưới này thì chúng ta lại mua được 5 năm rưỡi ví dụ như thế rồi chúng qua hình dung như vậy thì vô dung và dần dần thì cái, cái cổ phiếu của chúng ta nó sẽ dày lên và đấy là cái phương pháp chém cá ở tiến thớt, phương pháp đấy rất là hay và uh, với cá nhân Hùng Lê thì Hùng Lê thường xuyên áp dụng uh, cái phương pháp đó. Ok các anh chị, uh, phần thứ hai thì Hùng sẽ nói nhanh qua thôi. Uh, trên bản tin 181 thì cũng đã có uh, phân tích các anh chị xem rồi và Hùng có nốt lại đây để các anh chị uh, trong team của Hùng Lê lưu ý. Uh, thì uh, chúng ta sẽ chú ý đến ví dụ VN30, uh, tuần tới thì khả năng sẽ quay về uh, kiểm tra lại cái vùng 1088 đến vùng 1090 và sau đó thì nó sẽ tiếp tục công ở cái vùng 1110 và 1125 xa hơn sẽ là 1125 thì các anh chị nhìn đây toàn bộ kịch bản tuần ở đây thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì chỉ số VN30 test tương đối khá là nhẹ nhàng nó nó test ở trên vùng 1090 cộng nhưng mà nó cũng suy soát về đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật là chúng ta còn nói ở đây 1088 1090 và sau đó thì nó diện, nó công kháng cự một ở vùng 1110 và nó công kháng cự 2 ở vùng 1125 ở đây và kháng cự 2 thì nó không vượt qua được đấy điểm này suy soát vượt và điểm này thì À, gọi là ngoi lên à, ngớp oxy một phát ở 1125 đó các anh chị Đấy, à, công 1110 và xa hơn sẽ là 1120 đến 1125 thì các anh chị nhìn thấy đây là trong phiên giao dịch của à, ngày thứ à, năm và ngày thứ ba và ngày thứ năm thì nó gì ạ nó ngoi lên và nó hụp hụp lặn và cái phiên này thì à, cam đoan được các anh chị là rất nhiều nhà đầu tư bị FOMO và họ bị cuốn theo cái cuộc chơi của tạo lập và thế là hỏng rồi đấy là gì đấy là chúng ta là không làm chủ được hành vi tâm lý là chúng ta hỏng rồi chúng ta bị cuốn theo người khác chúng ta bị bị người khác xui đó. rồi sau đó chúng ta đổi lỗi à đấy tại người này người kia tại ông ấy ông nói như vậy mình làm theo đấy là cái sai lầm rất là lớn mình phải có sự chắt lọc mình phải làm chủ cuộc chơi mình phải có tâm lý hành vi rất là vững vàng và đương nhiên với những nhà đầu tư mới thì cái đấy nó sẽ khó và chính vì vậy nên là chúng ta phải cần những cái diện cần những cái đội nhóm và cần những cái phân tích rất là chi tiết ở đây Ví dụ khi VN chạm ở vùng hai 1120 đến 1125 mà chúng ta phải dừng là a. thằng này nó nói chỗ đấy cớm nhá. Rồi chỗ đấy đang có mấy thằng nó chuẩn bị nó cho ông uống nước nhá. Đấy, nếu mà mình có đi đến đấy là mình phải đi từ từ để mình rón rén mình nhìn xem mà có nhiều ông không biết. Lên đến đấy vẫn cứ hùng hục hùng hục mua hùng hục húp 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 húp. húp, húp. Cuối phiên nó đạp cho phát xong đấy là nếu đấy là may nhá, nếu như may là phiên ngày thứ hai tuần tới nó hồi. Đó à, là còn hạnh phúc là còn xuân sang Thế còn nếu mà phiên ngày thứ hai nó lại táng như phát 30 điểm Ví dụ như thế Có nhiều trường hợp là như thế luôn Phiên ngày thứ hai nó không cho bán luôn Nó không cho anh chị bán luôn Nó chơi sàn phát luôn Và trong quá khứ các anh chị thử thử ngẫm lại xem là Hùng Lê Thử thử ngẫm lại xem là mình đã dính bao nhiêu phát như thế rồi Rất nhiều các anh chị, rất nhiều Và tại những cái thời điểm đó là chúng ta không không chống đỡ được nữa Tức là chúng ta bất lực Các anh chị bất lực Các anh chị khi nào bị đánh chứng khoán mình nhìn bất lực chứ Tức là nhìn không biết làm gì tâm lý rối bời cổ phiếu thì sàn tiền thì mất vợ thì chửi con thì khóc à, tiền thì không có đấy tháng vừa rồi nhận lương là thôi phun hết mặc tin rồi xong đấy còn bị công ty chứng khoán nó bán giải chấp tức là cảm giác những cái thời điểm đó là bất lực các anh chị và nó không cho mình bán đấy nó sơi phát luôn nó coi như gáp giảm luôn rồi thôi thì mình hóa hết cả mắt rồi mình không bán được nữa đấy thì đấy là những cái cái điểm mà chúng ta phòng hơn chống và chống thì không bao giờ chống được nên tốt nhất là phòng đó đấy là những cái câu cửa miệng hùng kiểu kiểu như là nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật vào phiên chúng ta như thế đấy thì mình luôn ý thức niệm được những cái điểm như thế trong quá khứ mình vấp rồi và mình chết rồi chắc chắn ông chết chết chứ các anh chị chết thì bây giờ nó mới khôn ra nó bị đập đập cho tím tái hết cả người thì bây giờ mình mới mới được như thế này chứ còn ví dụ như là mình không trải nghiệm thực tế thì làm sao mình biết được cái sự cay đắng các anh chị cay đắng lắm lên cái, cái cái, cái cái nghề chứng khoán nó cay nó đắng nó, nó 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 dã man lắm nhưng mà khi mà mình làm chủ được rồi thì mình lại cảm thấy rất yêu thứ sáu thứ bảy không có chứng khoán thấy buồn lắm đấy ví dụ thế đấy là những cái tâm lý hành vi thì đấy là đấy là một cái ví dụ thôi thì chúng ta sẽ nói như vậy để các anh chị hiểu rằng là, à như vậy là chúng ta cần cái có cái sự phân tích cần cái có cái sự định hướng và nếu như chúng ta phân tích đúng chúng ta định hướng đúng thị trường cộng với tâm lý ổn định vững vàng thì như vậy là cái xác suất thắng nha chứ không nói thắng nha thì cái xác suất chúng ta thắng ở trên thị trường nó sẽ cao lên nó sẽ cao lên chứ nó không phải một phần trăm tức là ví dụ nó đang bốn phần trăm thì nó nâng lên được khoảng tầm độ hai phần trăm nữa là sáu phần trăm hoặc ví dụ chúng ta đang có sáu phần trăm thì chúng ta sẽ nâng thêm được 10% phần trăm nữa là 70% phần trăm đó chứ không phải là 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 đọc những cái này là là là, là có những bữa trăm phần trăm thế thì lại thành thánh nhân đó và thánh nhân thì không có đâu các anh chị nha thì đó, thì ông nói ví dụ như vậy để chúng ta nhìn được uh, riêng cái chỉ số VN30 và hiện tại thì như vậy là tuần tới thì chúng ta vẫn tiếp tục lấy uh, cái vùng ngắn kết thuật của chỉ số VN30 ở vùng 11120 uh, 115 có thể là nó sẽ còn nhồi lại một hai nhịp ở đây nữa. Có thể là như vậy. Đồng thời thì các anh chị lưu ý trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì chúng ta sẽ tiếp tục làm việc ở vùng 1103 đến 1105, 1100. Trong trường hợp nếu như mà chỉ số VN30 mà bị gãy vùng 1110 này thì như vậy chúng ta phải tính toán ở những cái điểm sâu hơn, đó là vùng gì ạ? chính là cái hỗ trợ tuần mùng đã có phân tích tuần vừa qua đó vùng 1088 1090 1092 1095 tức là nôm na khả năng thì uh, dự dự tức là nó sẽ diện, nó sẽ nó sẽ quay trở về cái vùng này để nó tích lũy trở lại nó tích lũy trở lại ok thành công giống như nhịp này đó thì nó lại kéo nhồi long lên một nhịp nữa tức là nó không nó không, không 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 xả một phiên đâu anh chị có thể là nó nó sẽ vòng qua long lại một vài nhịp như vậy thì sau đó thì nó mới có cái sự phân phối ví dụ như thế Ờ, đối với chỉ số VN30F1M thì tuần vừa qua là nó đã hạn hợp đồng phá sinh đúng không anh chị? Và nhìn chung thì phá sinh tuần vừa qua thì nó cũng đã đạt được mắc cái target ở quanh vùng 11120. Đó thì trong phân tích kỹ thuật thì cũng có hướng đến target 1 là 1110 và target 2 là vùng 1111 1 11111 11110. Nó lành nhàng thế để 1100 1110 đấy và mắc để lên vùng 11, hai uh, 1120 và đây các anh chị đỉnh đây đỉnh đây và chạm bên này thì diện nó bắt đầu nó chỉnh cung. Thì ở đây thì khả năng thì như vậy là ở đây sẽ là vùng 1100 tuần tới nó sẽ test lại đây. Thủng cái vùng này thì như vậy chúng ta sẽ uh, tính toán uh, cái vùng hỗ trợ nó sâu hơn đó là ở khoảng quanh vùng ở 1093 à 1083 đến vùng 1085. Đấy là cái vùng mà chúng ta đã có phân tích ở trong tuần trước hoặc là nó cao hơn một tí ở đây. Thì như vậy là căn cứ cái 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 tình hình thực tế, ví dụ khi đã thủng vùng 1100 thì chắc chắn rằng là vùng 1090 đến vùng 1093 là chắc đét luôn. Đó. Vậy thì khi ở vùng 1093 1093 uh, này thì chúng ta là phân tích tiếp chúng ta sẽ à về đây ông trụ được không? Ví dụ ông ví dụ như ông lao lên, đấy, à, long lên này. Rồi xong đó thì ông ông lại ông ông đạp lại như vậy ông test ở bên này thì có được không? Và trong trường hợp nếu test được thì như vậy là à như vậy là à thì như, à, như vậy là vùng vùng 1088 1090 là ngon rồi nhá. Nhưng mà trong trường hợp ối rồi ơi đấy những cái tình huống nó hoàn toàn cả có thể xảy ra nó đạp phát này thì xong như vậy là học tức là nếu khi nó đạp thế này thì thì nó lại không phải là như thế nữa mà nó phải là một không bảy sáu năm chắc chắn rồi đó đấy thì 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 theo cái cái chiều như vậy thì chúng ta sẽ phân tích còn đối với chỉ số vn index ở đây ok các anh chị nhá thì uh, tuần vừa qua thì index cũng đã gì ạ quay về vùng ở đây cũng có dự báo ở đây là vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng vùng một à đó đây index À, chúng ta sẽ chú ý ở vùng 1097 đến vùng 1100 tức là nó cũng sẽ test lại như vậy là tuần tới thì chúng ta sẽ test lại cái vùng này tức là sẽ lưu tâm lại vùng này trong tuần mới tức là nó sẽ test lại ở vùng 1095 1010 đó và kháng cự tuần thì sẽ ở 1115 xa hơn thì hai 1020 đó thì uh, như vậy index tuần thì chúng ta lên được 1025 mươi năm một một uh, suy ba 1030 như vậy là cũng gì ạ? rất là ok sau khi mà đã đạt được những cái target tuần rất là tốt thì chỉ số index à, cuối tuần thì nó cũng bị cái phiên đạp này thì bây giờ hùng chưa thể là định lượng được hết đâu các anh chị và chúng ta cần thêm một cái tiếng gọi thuật phiên ngày thứ hai như vậy khả năng có hồi có hồi và sau đó thì nó lại tiếp tục là nó test lại ở vùng một 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 trong trường hợp thủng vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ gì ạ chúng ta sẽ tính toán ở cái điểm cầu kỹ thuật mà ông đã có phân tích ở trong tuần vừa qua đó là vùng một nghìn chín bảy một nghìn chín năm một 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 cái điểm cầu này nó sẽ rất là quan trọng để giúp chúng ta định hướng xem à như vậy về đến cái điểm cầu này thì đấy của chúng ta có 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 xử lý được không Đó, ông về đến cái điểm này thì ông có xử lý được không xử lý có nghĩa là gì có nghĩa là ông về đây rồi gì ạ ông phải tích lũy và ông phải nhồi lại và ông lo lại được lên thì như vậy là tốt đúng không ạ nhưng trong trường hợp về đến đây mà ông ông lanh banh lanh banh xong rồi ông 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 lại chơi một phát này ví dụ ông đạp phát gãy một không chữ không thì đấy là một tín hiệu kỹ thuật mà gì ạ? xấu và chúng ta cần phải có những hành động cụ thể Ví dụ đang phun mặt zin, ok, phải bắt buộc hạ tỷ lệ mặt zin xuống. Rồi đang phun cổ phiếu thì chúng ta bán bớt đi. Rồi ví dụ đang cổ phiếu những cái cổ phiếu đang có lãi, ok, phải giữ lãi ngay các anh chị. Rồi, giữ lãi là công việc rất quan trọng. Rồi ở trên index ngày thì Hùng sẽ có trao đổi ngắn với các anh chị như sau. Thứ nhất là dừ bây giờ hiện tại thì chúng ta thấy rằng là vùng 1130 đang trở thành một vùng kháng cự tương đối là là mạnh, hai cây nến không bươn qua được. Nhưng nó cũng có một cái điểm mạnh ở đây, đây là điểm yếu là 1130, không bước qua được nhưng nó cũng có điểm mạnh ở đây là trong tuần vừa qua không thủng vùng 11 1110. Đấy, trong tuần vừa qua không thủng vùng 110. Đây là điểm nhấn, đây là điểm nhấn và đây là điểm tích cực. Vậy thì từ cái điểm tích cực đó thì tuần tới chúng ta sẽ uh, phân tích thêm cái điểm 110 ở đây và sau đó như ông có phân tích là cái vùng 1095 đến vùng uh, 1 11, 1100 nó sẽ trở thành một cái, cái 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 vai trò rất là quan trọng của tuần giao dịch mới. Đó, nếu như nó về đây và nó giữ được thì đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi các anh chị Và nếu như nó về đây nó tích lũy được thì như vậy khả năng Ông nói nha, như vậy khả năng đấy các anh chị nha Như vậy khả năng thì có khả năng là index sẽ bay 1130 để lên những cái vùng cao hơn Nếu như vùng 1095 đến vùng 10... á à, đây là không dùng Nhưng mà như ông có nói trong trường hợp mình đến mà nến ngày mông oằn một phát mất vùng 1090 rồi. À như vậy là hỏng rồi, như vậy là hỏng 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 ngay chị ơi, hỏng hỏng hỏng. Như vậy khi hỏng rồi thì phải làm cái gì? Đó, vân vân vân, vân. đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta sẽ chuẩn bị rất là chi tiết. Đó. Rồi tuần này thì bản tin nó sẽ dài hơn. Ok anh chị, nhưng đổi lại các anh chị cũng sẽ được nhận những cái giá trị kiến thức mà mình có chia sẻ lồng ghép ở trong bản tin. Và đấy là những cái mong muốn rất lớn làm sao cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta anh em sau khi mà đồng hành cùng với Hùng Lê thì chúng ta sẽ gặt hái được thật thật nhiều những cái thành quả trong cuộc sống và đặc biệt là trong lĩnh vực về đầu tư chứng khoán à, bản tin tuần này thì Hùng sẽ xin phép được tạm dừng tại đây xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em à, trong các bản điểm tin tuần tiếp theo.